À, kính thưa toàn thể đại chúng, khi mà nói đến các cái pháp môn tu, thật ra thì đạo Phật ấy, không có pháp môn gì hết á. Vì tất cả các cái phương pháp mà Phật dạy mình tu á, là nhằm chữa cho mình một cái căn bệnh của mỗi người. Nhưng mà tại vì mình uống cái thuốc đó quen, thời gian nó hợp rồi, mình đặt nó thành một cái phương thuốc nào đó và chúng ta gọi là pháp môn. Thôi thì vì mình cũng tùy thuận, mình gọi là pháp môn. Nhưng mà khi nói đến đạo Phật á, thì cái pháp môn và căn bản nhất mà ai cũng biết đến, đó là thiền quán. Và có nhiều vị người ta sợ tu thiền lắm, tại vì ta sợ thiền là bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà thiệt sự ra cái chữ tẩu hỏa nhập ma là chữ của Kiếm Hiệp Kim Dung, chứ còn trong Phật Pháp chúng ta không có cái từ tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa là chạy, không có biết đường đâu mà tẩu, mà cũng chẳng có ma nào để nhập. Nhưng mà đó là biểu lộ một trạng thái khi tâm mình tu tập mà mình bị loạn, mình không còn đủ cái định tĩnh, mình không còn đủ cái bình tĩnh của con người mình, thì thường các vị hay dùng cái từ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà thật sự chữ tẩu hỏa nhập ma không có trong kinh điển, và đó là một cái từ mà Kim Dung đã dùng ở trong cái phim Kiếm Hiệp của ông. Cũng giống như cái phái Thiếu Lâm Tự mà có võ công tuyệt thế, rồi các môn các phái đó, và đại chúng cũng nhớ rằng đó là Thiếu Lâm Tự của Kiếm Hiệp Kim Dung. Chứ còn thật sự Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc ngày xưa, ở nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở, không phải như vậy. Tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma cũng không hề dạy võ cho ai cả, mà Tổ chỉ dạy một môn thôi, đó là dịch cân kinh. Dịch là gì? Là biến dịch. Cân là gân cốt, kinh là kinh mạch. Dịch cân kinh là một cái bài tập thể dục để giúp cho mình chuyển động gân cốt, chuyển động kinh mạch, làm cho thân thể mình tốt. Có một ví dụ như mình đau nhức, là cái gân chỗ đó nó bị bế tắc, máu huyết kinh mạch không lưu thông, thì mình mới lấy ngón tay hoặc mình lấy một cái cây gỗ gì đó, mình chấm vào chỗ đó, mình massage chỗ đó, mình nhấn chỗ đó. Tiếng Anh nó gọi là acupuncture, pressure. Mình nhấn chỗ đó làm cho cái kinh mạch chỗ đó nó thông. Mà con người mình á, nơi nào mà nó bế là chỗ đau nhất, mà chỗ nào nó thông á thì con người mình khỏe. Cho nên hệ kinh mạch máu huyết lưu thông thì con người mình khỏe mạnh, phải không? Thì tâm hồn mình cũng thế thôi. Nếu mà tâm hồn mình mà bị bế tắc thì khổ đau nó đó. Cũng giống như cái bệnh nó luôn luôn nó có sẵn, nhưng mà tại vì nó mình đủ sức mình vượt nó thì gọi là không bệnh. Chứ còn cái gốc cảm con người mình có, mà hễ mà bữa nào mình yếu trong người mà mình bước ra ngoài gió là cái gió nó nhập và là ngoại nhập ở trong này, nó tiếp sức gì trong này nó không đủ cái miễn nhiễm, nó tiếp được cái luồng gió đó cho mình định liền. Cho nên gọi là nội công ngoại kích. Bên nội bên trong này nè, nó công kích mình, bên ngoài nó đánh vô chết ngay. Mình tu cũng vậy. Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho mình cái phương pháp dịch cân kinh. Dịch là xê dịch, cân là gân cốt, kinh là kinh mạch. Vì các thầy ngày xưa ở trên núi á, thường hay đau bệnh, mà nhất là núi Thiếu Lâm ở trên Trung Sơn rất là lạnh. Có qua đến Thiếu Lâm Tự 3 lần rồi mà chưa có môn võ công rồi để về hết. Và khi mình đến đó mình biết là ngày xưa Tổ Đạt Ma chỉ có dạy cho các thầy cái pháp môn đó để các thầy tập thể dục, gân cốt, kinh mạch điều hòa, các thầy không có bệnh. Các thầy không có bệnh vì gì? Hồi xưa không có thì ở trên núi dễ bệnh, bị lạnh lắm, cho nên Tổ dạy đó. Rồi dần về sau này á, ở bên Trung Quốc á, có một cái phái gọi là Thiên Địa Hội. Thì nói chung là những người phản Thanh phục Minh á, khi mà họ bị nhà Thanh đuổi được á, thì phần lớn là họ chạy vô trong chùa Thiếu Lâm, họ trốn ở trong đó.
rồi có thể là họ tập ở trong đó, rồi họ có thể trong khi chờ đợi giờ tốt để mà phản thanh phụng minh, họ dạy với nhau những cái môn võ công. Cho nên từ đó mới truyền ra bên ngoài là Thiếu Lâm Tự là nơi chứa võ công của các môn các phái. Đó là truyền thuyết, phải không? Nhưng mà Phật tử mình là đôi khi coi phim Tàu Nhiễm nghĩ Thiếu Lâm Tự là mày, rồi mấy ông thầy mà cứ đã đánh lấy cái cây tích trượng gõ cái bốt nó phun máu nó chết, cái lời ai gì đạo Phật thiện tài thiện tài. Cái đó là phim Tàu nha, các thầy là không có đánh võ kiểu đó, mà không có đánh ai cái chết. Bình thường ta chết còn đi cầu siêu, mà tự nhiên bữa nay đánh ta cái rồng phun máu chết, ai di đà Phật xin xòi xin xòi. Đâu cái chuyện đó. Giờ thưa đại chúng là thầy ơi, em mới trở lại con người của mình á, nếu mà mình suy nghĩ không có thông một cái việc gì đó là mình bế tắc. Và khi mình bế tắc là bắt đầu mình sao mình túng quẩn, mình có nhiều từ để mình diễn đạt lắm. Tôi túng quẩn quá, tôi bế tắc quá, tôi khổ đau, tôi phiền muộn quá, tiến không được, thoái không xong, đủ thứ cách để chúng ta diễn đạt. Vì cho nên á, chúng ta đến với đạo á, nói chung nha, con người chúng ta ngoài cuộc sống vật chất, ai cũng đi tìm cho mình một cái đạo để chúng ta nương tựa. Nhưng mà mình đang nương tựa đạo Phật, mà đạo Phật thì khác với các cái quan niệm của các đạo khác. Vì nương tựa đạo Phật không phải là nương tựa một đấng thần linh để Ngài gia hộ cho mình, mà mình nương tựa vào cái cách Phật dạy cho mình tu tập. Cũng giống như bây giờ quý vị nói tôi hay về chùa đó đó, tôi nương tựa quy quy, tôi nương tựa vị thầy lắm. Vì mỗi lần tôi đau khổ tôi đến với thầy, thầy có những lời khuyên nhắc cho tôi. Chứ thật sự mình nương thầy có lợi gì đâu, thầy không biết võ công, thầy cũng chẳng phải là bác sĩ trị bệnh cái nấm cho mình được gì hết á. Nhưng mà thầy có những phương thuốc trị tâm bệnh. Thì cũng thế, mình nương tựa vào đạo Phật là mình nương tựa vào một thầy giác ngộ. Chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Mà tỉnh thức giác ngộ cho nên giúp cho mình ngộ được cái đó, tỉnh được cái đó. Cái việc gì nó cũng có nguyên do của nó, mà tại mình mê mình không biết thôi, hay là tại vì mình chưa biết thôi, cho nên mình hiểu thế này thế kia. Còn mình hiểu ra rồi thì mình hết mê. Mà hết mê gọi là tỉnh, mà ngược lại với tỉnh là mê. Cho nên đó, tại sao chúng ta có hai Đức Phật, một Đức Phật Diệu Sư, một Đức Phật Di Đà. Chính giữa là Phật Thích Ca. Bởi vì ba vị Phật đó là tượng trưng cho ba thời kỳ của sự sống, lúc khỏe, lúc bình thường, lúc đau bệnh. Để ví dụ hiện tại đời sống đây mình nương Phật gì? Phật Thích Ca. Và lỡ mình đau bệnh thì nương ai? Phật Dược Sư. Mà Phật Dược Sư từ chối cái a lương của mình rồi thì Phật Di Đà sponsor. Cho nên mình có ba cái đơn nộp hết rồi, mình có ba cái đơn nộp cho ba vị Phật. Bây giờ mình sống ở đây giống như vụ gì sao quý vị sống ở đây là quý vị hướng vào nước nhật. Còn khi mình mất đi rồi thì mình có Phật Di Đà, đau bệnh thì tìm Phật Dược Sư. Con người mình có hai đường để đi à, không sống rồi. Sống nè, một là bệnh, hai là chết, hai một là khỏe, hai là chết, hai là sống chết. Cho Đức Phật Thích Ca làm cái mối trung gian giới thiệu hai vị Phật kia. Mình không biết hai vị đó ở đâu, ra sao, còn nghe quảng cáo thôi. Phật Thích Ca đứng trung gian làm môi giới quảng cáo. Ở phương Đông có một Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vị đó khi còn tu hạnh Bồ Tát đã phát 12 nguyện. Có những chúng sanh nào vẫn còn thích cõi đời này, thích giàu sang, thích phú quý, thích đẹp. Nhưng mà đẹp không cần phải làm gì hết, đẹp không cần đi sửa, đẹp không cần, muốn giàu không cần phải lừa gạt ai, mà giàu trong chánh pháp, giàu đúng phương pháp, giàu đúng luật. Cho nên giàu mà không sợ,
thì phải nương Phật Diệu Sư, vì Phật Diệu Sư dạy cho mình cách sống trong đời sống hiện tại này vẫn có những cái nhu cầu như chúng sanh mình nữa, nhưng mà theo chánh pháp. Còn nếu mình cảm thấy thôi cõi ta bà này ngán lắm, thì mình xin được về cõi nào mà không có còn những cái khổ này, Phật Thích Ca nói đừng có lo, tôi giới thiệu chỗ khác. Cho nên trong kinh có kể câu chuyện Bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy là mẹ của vua A Xà Thế. Mà vua A Xà Thế là giết hại cha của mình là vua Tần Bà Sa La. Thì khi mà Bà Vi Đề Hy bà sống ở đời này, bà thấy rằng cõi đời này quá là khổ đau, con thì bất hiếu với cha mẹ, thậm chí còn giết hại cha mẹ, con chán cõi đời này quá. Phật có cõi đời nào, cõi nào mà cho con sanh về đó con hết khổ, không có còn cái cảnh khổ này nữa. Mà nếu mình nói sorry, xin lỗi, bó tay, thì Bà Vi Đề Hy sẽ chết khổ trong ngục. Như bậc giác ngộ mà, cho nên Ngài có phương pháp, Ngài nói để tôi giới thiệu cho bà cõi khác, giới thiệu cảnh giới tịnh độ của cõi Phật Di Đà. Thì mình ở đây bây giờ mình cũng vậy. Ví dụ như một bạn nào tới nói chờ em khổ quá chị ơi, em muốn chết cho rồi, cái thì mình nói thôi ráng đi, để tôi giới thiệu cho thầy này giảng, là lên nghe ông giảng. Quý vị đã từng giới thiệu kiểu đó chưa? Vậy quý vị làm Phật Thích Ca quảng cáo chưa? Có không? Mình học cách quảng cáo của Phật Thích Ca chứ gì nữa. Mình nói thôi chết làm chi, chết cũng không giải quyết được vấn đề. Nè, thầy này làm giảng được lắm, tôi mới nghe mà giảng ổng, mình giới thiệu quá cho thầy cô trên mạng. Như vậy bây giờ mình có thần thông quảng cáo chưa? Có. Hồi xưa Phật Thích Ca còn phải cực khổ hơn, phải chiếu cảnh giới kia cho Bà Vi Đề Hy bà thấy, bà mới phát tâm. Bây giờ mình chỉ cần mở google.com rồi bấm vô YouTube, mình thích thầy nào đó bấm đúng tên thầy đó ra, quá trời bài giảng của thầy đó, phải không nào? Vậy thì bây giờ mình có thần thông nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ là một ngón tay mình chỉ vô trong cái YouTube đó là bấm đúng tên, là hiện cái bài giảng đó lên. Như vậy mình đã cho người ta pháp môn chưa? Mình đã từng là mình đã học cách của Đức Phật Thích Ca quảng cáo không? Đừng có chết, chết không có giải quyết được vấn đề. Mà chỉ có can đảm chị chết, tại sao chị không can đảm chị sống? Mà chị chết nhiều người khổ, mà chị sống thì nhiều người. Vì một người làm khổ mình mà mình quên hết những người thương mình sao? Trên đời này một người làm khổ mình thì cũng có 10 người khác thương chứ, đâu có lẽ nào mà một người làm khổ mình được trăm người, 10 người khác đi theo họ và làm khổ mình đâu. Mà đa số mình cứ vì cái người khổ làm khổ mình chết, nó ngộ vậy chứ. Vậy kêu tỉnh thì mà là mê, mê quá chừng, mà gặp ai cũng thấy tỉnh đi. Cho nên á, ngày xưa mình có một vị thiền sư Việt Nam, Ngài nói chúng sanh mình là những người sống sai chết chết mộng. Sống thiện đó, bây giờ mình thấy mình đi ngờ ngờ vậy chứ mình suy nghĩ rất là sai lầm. Cái cách suy nghĩ của mình rất là tiêu cực. Một ví dụ như là cha mẹ thương mình, mà bao giờ mình khóc vì cha mẹ đó ít lắm. Khóc vì cái người đó đó, cái người mà làm khổ mình, khóc ngày khóc đêm, bỏ ăn bỏ ngủ. Chứ ít có người nào cho tôi nhớ mẹ tôi nhớ ba tôi bỏ ăn bỏ ngủ đó, hiếm lắm. Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính anh cũng nói rồi đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, riêng mình để nhớ người tình xa xôi. Cho nên ông Nguyễn Bính ông cũng là một thiền sư rồi, hiểu được tâm trạng của chúng sanh. Thì bây giờ mình mới nói với cái người kia, chết cũng là một pháp môn. Kết liễu cuộc đời mình nghĩ mình sao chết vậy, cái là mình xong à. Nhưng mà mình biết, mình đâu có biết rằng mình bỏ cái cảnh giới này, mình đi cảnh giới kia nó cũng lưu yêu dữ lắm, mà ông kia còn khổ hơn nữa. Tại vì sao không? Một cõi đi về, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chị bỏ cõi này chị vô cõi kia chị cũng phải đi vậy, mà đi cõi kia độc hành độc bộ còn khổ hơn. Đâu có ai thấy mình tự giận chứ, thôi để tôi tự giận chứ chết theo cho nó có bạn. Không có. Cho nên không có chết, trước sau cũng chết, trước sau cũng chết.
Vì cái sự lớn của cuộc đời này là hai chữ thôi, sanh tử. Bây giờ đại chúng cứ suy nghĩ cho kỹ rồi, có phải trong cuộc sống của chúng ta làm tất cả mọi việc chỉ vì hai chữ sống chết không? Tìm mọi cách để kiếm cho mình một sự sống. Sống sang, sống trời, sang trọng, giàu có, sung sướng, đủ mọi cách. Thậm chí mình lường gạt, mình làm đủ nhất hết, chỉ vì muốn có sự sống thoải mái, tiền rủng rỉnh trong túi vậy thôi. Rồi khi mà mình đi vào một cái con đường nguy hiểm, cũng tìm mọi cách bỏ tiền ra bao nhiêu cũng được để tìm cho mình cái sống thôi. Miễn sao cũng được hết. Thậm chí bây giờ tôi bỏ tiền ra tôi mua chuột hết cũng được nữa, miễn sao tôi sống thôi. Thì sợ chết lắm. Vậy mà hở tới chắc chết. Đừng lo, chết là chắc. Chết là chắc, đừng có lo đụng chuyện cái chắc chết. Khỏi lo chuyện đó. Trên đời là không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Và chính mình hiểu như vậy, cho nên á, cái chữ mà vô lượng pháp môn tu của đạo Phật á, nó không còn xa vời, mình nghĩ là pháp môn nào mà thật sự mình đang ứng dụng những pháp môn trong cuộc sống của ngài của mình mà mình không hay. Ví dụ mình nói chị ơi chị, thì ở bên bên trại bên bên Việt Nam đang bão lụt, chị giúp đỡ cho mình, giờ mình gom lại mình giúp, mình khuyên người ta bố thí, không cần nói đạo gì hết. Đừng có nói, có nhiều người ta không tin với cái nhân quả tội phước, đừng khỏi nói. Bây giờ trước mắt nè, đó, bây giờ trước mắt là giờ người ta đang bảo luật nè, mình có thể giúp được gì không? Mình khơi cho người ta một cái nguồn buồn đi. Chút xíu nữa, trước khi chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ chấp tay hồi hướng công đức cho ba mươi mấy người Việt Nam ở Nghệ An mới vừa đi tìm sự sống ở bên nước Anh đó, rồi bị chết ở trong cái thùng xe đó. Quý vị có biết chuyện đó không? Đó, chút xíu nữa mình, trước khi mình kết thúc sáng hôm nay, mình sẽ cùng chắp tay cầu nguyện cho các vị. Các vị đi làm gì? Đi tìm sự sống. Cũng giống mình ngày xưa vậy thôi. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, từ sáng cho tới tối mình mở mắt ra là đi tìm sự sống. Mở mắt ra xong cái sáng nay ăn cái gì? Ăn trưa xong đang ngồi ăn sáng, lát trưa ăn cái gì? Đang ăn trưa cái bàn, chiều nay ăn cái gì? Rồi thậm chí tối trước khi đi ngủ mai ăn cái gì? Có không? Đó. Vậy thì mình tham sống muốn chết. Nhưng mà nó ngộ cái là chuyện gì mình nói ra cũng có chuyện chết sẽ thôi. Trời ơi tức muốn chết. Trời ơi vui muốn chết. Vui cũng muốn chết mà tức cũng muốn chết. Trời ơi buồn muốn chết. Thậm chí thương mất thương muốn chết. Thương muốn sống đến thương nữa. Vậy thì rõ ràng sống chết nó liên hệ với nhau. Vậy thì cái pháp môn của chúng ta không phải là niệm Phật đợi chết á. Ai mà niệm Phật ấy, niệm Phật làm gì? Niệm Phật thì nửa chết về trển nô quê không được. Anh tu vậy là anh tu rụng rã mà anh không thấy được sự sống. Mình niệm Phật ngay bây giờ đúng, đồng ý là mình niệm Phật để chết mình về trời. Nhưng mà kết quả ngay trong giờ phút này niệm Phật có phải có kết quả là tâm hồn mình được thanh tịnh. Tâm hồn mình được thanh tịnh, trí hóa mình được sáng lên để mình chọn cho mình một lối sống không trụy lạc, không buông lung. Mà người sống không trụy lạc, không buông lung thì đừng lo, sống an, chết vãng sanh. Chữ vãng sanh là gì? Sanh là sống, vãng là đi tới. Thí dụ có bà đến đây sáng hôm nay, quý vị sẽ nói ô thầy vãng lai. Vãng lai là đến đây này, rồi chút xíu nữa có bà đi về. Có bà chỉ vãng lai chứ có bà không phải thường trụ. Quý vị là thường trụ, thầy trụ đề đây là thường trụ, còn có bà chỉ là vãng lai thôi. Vậy thì tại sao mình không, mình sợ vãng sanh? Vãng sanh là gì? Là mình đi tới một sự sống mới, mà không phải chết với bản sanh ngay bây giờ, ngay trong giờ phút này. Quý vị đang khổ quá chừng luôn. Ngày qua có một cô, cô nghe bài giảng xong bên Nam Hoàng, cô lại cô khóc. Cô nói ngắn gọn thôi vì không có thời gian. Con cảm ơn thầy bài giảng hôm nay. Thầy đã khai thị cho con một mối đau khổ nhiều lắm.
ngay trong buổi giảng con đã rơi được cái khổ đau đó. Con đã vãng sanh không? Vãng sanh rồi. Mình đang sống triền miên của khổ đau, khi mình bừng tỉnh ra mình hiểu rồi, vãng sanh. Giống như Pháp Hòa dẫn quý Phật tử trong đoàn đi hành hương vào Hoàng Pháp Linh Hàn. Thật ra chuyến đi này chính là Pháp Hòa đi giảng, nhận lời bên Hàn bên Nhật. Nhưng mà nếu đi khơi khơi về uổng, cho nên thôi sẵn dịp vậy tổ chức thành một đoàn đi hành hương. Cái quý vị qua Hàn, quý vị mở mắt thấy núi đồi, mà mở nồi thấy kim chi. Trưa nào, trưa và chiều vô chỗ ăn cơm là cứ nhớ vô tô là thấy bibimbap. Rồi giờ mới đổi câu ngược lại là mở mắt thấy núi đồi, mở nồi thấy côn trùng. Trời ơi, Pháp Hòa mới nói ăn đi nghe, ăn cho hạnh phúc 10 ngày này, đi vài bữa nữa bên kia ăn cơm trộn, qua đây ăn cơm dắt. Giảng sanh từ Hàn Quốc qua Nhật. Đợi hôm qua sáng rồi giảng sanh từ Hàn qua đây rồi, có chuẩn bị ăn cơm bắt nghe. Pháp Hòa nhớ năm 2011 và tới đây đi Phật sự. Suốt cả 5-6 ngày, 7 cả tuần lễ ở đây mà sáng trưa là cứ tới giờ ăn là chạy vô 7-Eleven mua cục cơm, cục cơm trắng và dắt vuông vuông ba góc đó, cứ cục cơm đó với cái miếng muối là xong rồi, ăn cả tuần lễ như vậy. Nhờ ăn vậy chắc thịt. Thưa đại chúng, là vãng sanh nghĩa là khi mình từ một cái cõi này mình qua cõi khác chứ không có gì cả. Thì quý vị mới nói là vô lượng pháp môn tu, thì bất cứ cách nào mình giúp cho người đó giải thoát được cái khổ đau của họ là pháp môn. Thì mình không cần phải gò bó pháp nào, và mình cũng đang học cách của Đức Phật Thích Ca là giới thiệu, nhưng mà mình giới thiệu một cách tối tân hơn, không cần lời kinh tiếng kệ gì cả. Hồi xưa là mình thấy trong kinh diễn tả là ở Đức ở cõi đó có Phật gì đó đang nói pháp, chúng sanh nào muốn về cõi đó phải làm việc này việc kia. Thì bây giờ chúng ta cũng làm thế thôi. Mình thấy một người là đau khổ, mình tới đó mình khuyến hóa cho người ta. Thế này, chúng bản chất của cuộc đời này là khổ, nhưng không có nghĩa là khổ hoàn toàn. Bởi vì trong kinh nói á, cõi trời và cõi địa ngục có khó tu lắm, tại vì địa ngục là khổ triền miên, khói lửa, không ai thuyết pháp cho nghe. Còn cõi trời á, có người thuyết pháp nhưng mà vui quá không chịu nghe, cho nên hay cõi đó khó tu. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ đi, mình sống ở cái quốc độ này nè, sung sướng đủ kiểu hết, cho nên tuổi trẻ ở đây mà đi chùa là hiếm mà. Còn Pháp Hòa rất là vui á, sáng hôm nay đến đạo tràng chùa Việt Nam đây là các anh chị em Phật tử khắp nơi đổ về đây, chứ không phải riêng ở vùng này, mà nhìn xuống thấy các Bồ Tát trẻ rất là đông. Vậy thì cộng đồng Phật tử người Việt mình ở Nhật vẫn tiếp tục được cái con đường đó. Mình đã có chùa rồi, bây giờ mình chỉ cần mình tu thôi. Chùa là tịnh độ, mình là dân của tịnh độ, mình là các Bồ Tát ở cõi tịnh độ. Mình phải tiếp tục con đường chuyển hóa bằng cách là tiếp người ở cõi khác, để cho người họ sống tịnh độ giống mình. Thật sự cuộc cõi sống hiện tại đây, quý vị so với cái cõi sống của mình ngày trước ở Việt Nam sướng hơn không? Vậy thì tại sao mình còn vẫn chưa hết khổ? Vậy thì rõ ràng so với ở Việt Nam mình khổ hơn nhiều. Bây giờ ở đây tuy có khổ nhưng cái khổ mình chưa đến nỗi, thì phải ráng làm sao chúng ta vượt được cái đó để chúng ta vãng sanh. Mà thưa đại chúng, có thể một ngày vãng sanh nhiều lần, chứ không phải đợi chết mới vãng sanh. Đừng sợ chữ vãng sanh, và cũng đừng bao giờ sợ bài chú vãng sanh. Nói, thôi tôi nghe bài đó tôi sợ, tôi chưa chết sao tôi. Thưa đại chúng, nếu mình mà còn nghiệp á, giống như trong người mình còn bệnh á, không làm gì nổi hết. Còn bệnh một cái ăn không biết ngon, ngủ không trọn giấc, đi đứng không thoải mái. Còn bệnh trong người là hoàn toàn không có một cái gì thoải mái cả. Thì chúng sanh mình cũng vậy, một chút khổ đau nó còn vướng bận trong lòng mình thì
mình làm sao thoải mái được. Vì vậy cho nên đến với đạo Phật là đạo Phật chỉ cho mình những cái phương pháp tu tập để mình dừng khổ đau, mình nhìn một cái phương trời rộng khác. Cái này gọi là chỉ quán. Chỉ là gì? Là dừng. Quán là nhìn thấy. Thí dụ đây, mình giận một đứa con của mình. Bây giờ mình tiếp tục mình giận nó, bây giờ hôm nào mình ngồi thiền, mình lấy đứa con mình ra, mình làm đề mục để mình quán về đứa con. Mình hãy dừng lại hết tất cả những cái khổ đau, cái phiền não trách móc đứa con của mình lại. Mình hãy quán chiếu coi vì sao nó nói như vậy với mình, vì sao nó hành xử như vậy đối với mình. Nhiều khi mình tìm ra cái nguồn cội, à, nó có nguyên do. Và trong cuộc sống này á, nếu chúng ta thiếu cái chỉ là cái nhìn, ví dụ một người làm xấu không bao giờ biết nhìn sự xấu, thì cuộc sống này sẽ không bao giờ có được niềm vui. Bản thân họ không có niềm vui và người thân của họ sẽ khổ vì họ truyền đi. Cho nên người đó dừng cái xấu của họ lại, thấy cái xấu của mình sai, quay trở lại làm việc tốt, cái đó là tu chứ gì nữa. Mà đạo Phật gọi cái đó là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là hãy nên thực hiện những gì cần dừng lại, và tác trì nghĩa là hãy nên làm những gì cần làm. Mà người nào có chỉ trì và tác trì thì người đó gọi là bỏ ác làm lành. Nói một cách khác, có người sẽ nói rằng đạo Phật là dạy cho mình bỏ ác làm lành, nhưng mà sao bỏ ác, làm sao để làm lành? Ác là gì mà bỏ, lành là gì mà phải làm? Thì mình hiểu là ác là gì, tổn giảm là ác, tăng ích là lành. Một lời nói là người khác tổn giảm, tổn thương người khác, đó là ác. Không cần giết họ, không cần phải làm gì lớn lao, nhiều khi một lời nói thôi, một hành động của mình. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ mình là trong cái ban tổ chức khóa tu đi, mình phải thật là khéo léo, uyển chuyển để mình làm sao mình tiếp những người đến dự khóa tu với mình. Có đôi khi mình phải nghĩ rằng á, cái đoạn đường người ta đổ về đây, tả tâm tư người ta đổ về đây, mình phải nên mở lòng bằng mọi cách và nhẹ nhàng tiếp họ cho họ tu. Nhưng mà ngược lại cái người tới dự tu á, cũng đừng có nhiều cái gọi là đòi hỏi ở nơi ban tổ chức, mà phải thấy rằng người ta tổ chức rất là cực khổ và người ta đã sẽ cố gắng làm hết trong khả năng của người ta. Nhiều khi một người mà giải quyết 100 người thì đâu phải dễ đâu. Mình nên du di nhẹ nhàng những cái gì không cần thiết. Cái này là chúng ta tạo cái nguồn vui sống tu tập cho nhau. Mình đến, mình là khách đến tu, người tiếp đãi mình cũng phải hết lòng. Nhưng mà ngược lại, mình là người khách đến dự cũng phải nhẹ nhàng và chấp nhận những cái vấn đề khó khăn. Thế là chúng nhiều lúc á, trong cuộc sống mình nghĩ mình bỏ tiền ra, mình đi vô quán ăn là mình có quyền, đúng. Nhưng mà cái đó rất đời và rất thế gian. Nhưng nếu khi chúng ta vào trong quán ăn mà chúng ta có tâm hạnh của một Phật tử á, thôi mình nhẹ nhàng bỏ qua những việc gì không cần thiết. Đấy, có quà đi ăn là thỉnh thoảng gấp thức ăn là có tóc nè, có những cái gì dơ dơ trong đó, thôi kệ đi, bây giờ nói gì. Mình nói cái người ta khó chịu. Nhiều bữa hôm một Phật tử dẫn đi vô cái quán, trên đường đi Phật sự vô cái xào cái dĩa mì ra ăn, hồi có con ruồi. Cái con ruồi thì cái vị đó nói để nói cho bà chủ biết, mà nói mình nói là cho họ biết thôi chứ không có ý gì hết nha. Thì khi mà nói xong thì bà chủ nó bảo đi thôi, bữa nay bỏ miễn phí, bỏ free, nó khỏi. Vậy thôi bà xào dĩa khác, nó dạ không, bà xào ra không có nổi, chỉ nói cho biết cái. Nhưng mà cái bà chủ không dễ thương, phải chi xin lỗi, không biết Phật thiệt, ở chắc mới đem ra rủi rớt xuống. Đây này là bỏ tay nè. Thưa quý vị thấy không? Ví dụ một người mà làm ăn mà đây, người ta nhẹ nhàng là xin lỗi lập tức, không cần tạo một cái lý do nào khác. Mà không chửi cho mình chỉ làm cái chuyện nó không cần thiết.
Thì quý vị sẽ thấy rằng cái pháp môn của chúng ta nó không phải là những pháp, thí dụ quý vị đấy, pháp môn niệm Phật, pháp môn tu thiền, pháp môn trì chú, đó là những pháp môn. Nhưng mà thực tế là trong cuộc sống chúng ta rất nhiều những pháp môn mà để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Ở Hàn Quốc á, có một vị sư bà hiện nay khoảng 70 tuổi, được người Hàn Quốc coi là quốc bảo sống của nước Hàn. Tại sao? Vì sư bà hoằng pháp bằng con đường ẩm thực, không thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà sư bà tạo ra những món ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng, không dùng hóa chất, không dùng những món chay mà chế tạo bằng những hóa chất, lấy rau củ mà tạo ra những món chay. Mà thậm chí nghe nói là đầu bếp của Tổng thống Obama còn qua để mà bàn luận với sư bà, học hỏi cái cách nấu ăn đầy dinh dưỡng của sư bà. Vậy thì cái pháp môn mà nấu chay mà độ người ta ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mà để giảm thiểu đi cái sự ăn thịt cá, ăn sinh mạng của những loài khác đó, cũng là một pháp môn đó. Cho nên mình không biết niệm Phật tụng kinh, nhưng mình có lời khuyên người khác rất hay, là pháp môn. Cho nên cái cách tu tập của chúng ta là chỉ là dừng, quán là thấy rằng mình dừng lại tất cả mọi cái xấu ác để chúng ta quán lại. Có đôi khi chúng ta làm hồi chúng ta lâu lâu phải dừng lại coi mình làm nó có kết quả không. Bây giờ có một ví dụ vậy nè, có nhiều khi mình đi một cái đoạn đường khoảng vài trăm cây số, lâu lâu quý vị nhìn ngó cái bảng đường, nếu mà quý vị thấy cái bảng nó nói rằng đi tới cái chỗ đó mà còn 200 cây nữa là biết mình đi đúng á, chứ mình đi chập mà đi hồi mà sao không thấy cái bảng chỉ đường nữa, bắt đầu lo không biết mình đi đúng đường mà sao không thấy bảng nói gì đâu vậy, có phải vậy không? Lâu lâu mình phải dừng lại để ý cái gọi là dừng là chỉ đó, rồi quán là mình tìm một con đường. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, quý vị đừng có hiểu lầm á, mình ngưng ngay cái chỗ là mình tin theo đạo Phật để Đức Phật gia hộ cho mình, đừng dừng nghe đó. Quý mình có quyền nghĩ như vậy, nhưng mình nếu mình dừng ngay ngay đó thôi, thứ nhất là lỗ cho mình, trong cái đó Đức Phật mình còn rất nhiều bài dạy, và lỗ nữa cho mình là mình chưa có đường đi, mình mới có đức tin. Mà đạo Phật mình có thể đến với đạo Phật bằng một đức tin không sao hết, nhưng mà từ những cái học hỏi giáo pháp này sẽ làm cho cái niềm tin của mình càng ngày càng vững chắc hơn và không lung lay trước sóng gió. Thỉnh thoảng quý vị nghe tin tức trên mạng phải không, chuyện này chuyện kia xảy ra trong Phật giáo vậy đó, đừng bận tâm cái đó. Cái đó là những cái bên đường, lâu lâu mình giống như nhà của mình lâu lâu có cát bụi lá cây ở đâu bay vô thì nó đâu phải là cái nhà của mình. Thật sự là mình vững chắc rồi thì những cái đó không là cái vấn đề để làm cho mình thối tâm. Cho nên có bài giới thiệu đại chúng, cái thứ nhất là pháp môn chỉ quán, chỉ là dừng, quán là thấy xa thấy rộng. Mà tất cả việc gì chúng ta làm trong đời sống này phải có phương pháp này. Giống như trước khi mình làm việc gì á, mình phải suy xét cho kỹ cái việc làm này nó sẽ như thế nào, nó sẽ lợi hại như thế nào, nó sẽ mang lại lợi ích bao nhiêu. Làm ăn mà không có suy nghĩ mấy cái đó là lỗ, và thậm chí làm rốt cuộc nhiều khi hồi vốn chứ cũng không có được gì. Thì nhiều khi làm ăn còn phải suy nghĩ, thì cái cách tu này cũng vậy, chỉ là mình dừng, quán là mình thấy xa thấy rộng. Thứ hai, mà các cái pháp mà mình hướng dẫn, mình khuyến khích người khác, dù là một nụ cười, dù là một lời khuyên, bố thí. Hồi nãy có bà hướng dẫn đại chúng ngồi định tâm. Quý vị ngồi định tâm và quý vị thở những hơi thở bình an, trở về chăm sóc cho cơ thể của mình, đó là một hình thức bố thí. Cái đó là bố thí, nó có hai cách đó. Đôi khi mình đem tiền mình cho người khác, cái đó gọi là ngoại xả, nhưng mình chưa có nội xả.
nội xả lên cho cơ thể mình, như mình ký giấy cho y viện đó. Mai mốt mình có chết đi nữa cho tim gan gì đó, cái đó là nội xả đó. Nhưng mà muốn cho người ta được á thì ngay bây giờ mình phải khỏe mạnh nữa mình đi mới cho được, chứ tới hồi ta sử dụng không còn gì xài được hết trơn. Thì mình nghĩ là mình chăm sóc, mình thở những hơi thở bình an là một hình thức mình chăm sóc. Cái đó là thí môn, xả môn, nhẫn môn. Chữ môn là pháp môn đó, nhẫn cũng là một pháp môn. Mà ai cũng biết nhẫn là phải nhịn, phải nhường nữa đó. Nhưng mà chúng ta chưa nhẫn đến cái chỗ viên mãn. Mà nó ngộ cái là nhiều khi mình nhẫn những cái lớn mà không chịu tha những cái nhỏ nha. Mà để ý lại nhiều khi đối với ai cái mình nhẫn lại đi, nhất là những người nào mình kính nể, còn gần như người xung quanh mình là yêu tinh quỷ quái gì hết, thì không bao giờ mình nhẫn những người đó. Mà quý vị biết không, mai mốt quý vị có dịp nào không còn nghĩ là quý vị đã từng đi chùa của người Nhật, cái chùa người Hàn, cái chùa Trung Quốc, cái chùa Việt Nam, nó có một cái chung chung giống giống đó. Là trước khi đi vô chùa lễ Phật á, là mình phải đi qua một cái điện thờ các vị thiên tướng, chúng ta gọi là tứ đại thiên vương á. Mấy cái ông cổ giữ mắt trợn rồi cầm binh khí rồi dữ dằn lắm. Mà dưới chân của các ông á, không biết bên Nhật này có bồ quên này, có những cái tượng mà ta đạp mấy cái con nhỏ 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 dưới á, mình nói trời ơi ông thần gì mà ông dữ quá trời, ông đạp mấy đứa nhỏ. Thật sự mấy cái con đó nó biểu tượng cho tham, cho sân, cho si. Mấy cái con quỷ nhỏ nhỏ dưới chân của các vị thần mà ta đạp lên, nó là tượng trưng cho tham sân si. Các vị mà mình trước khi mình vô lễ Phật á, là tâm thanh tịnh nên mình đi ngang cái cửa đó trước. Cái cửa đó gọi là thiên môn vương, thiên vương môn à. Thiên vương môn là cửa của các vị thiên vương, thì thờ bốn vị thần đông tây nam bắc. Thì các hình tướng của các vị đó không có hiền à, ông nào nhìn cũng dữ dằn lắm. Mình phải đi qua cái cửa đó, đó để cho mấy ông đạp tham sân si của mình rớt hết đi, thì mình mới cô bái Phật được. Còn người nào mà không có đi ngang cửa đó, tham sân si, không nằm dưới chân mấy ông con cai quản á, thì mình vô mình dễ đầy. Ý nó là vậy đó. Cho nên ngày xưa các chùa mình lớn người ta hay cất từng cửa. Thứ nhất là đi vào cái cửa gọi là thiên vương môn. Rồi có nhiều khi mình đi xong cái cửa, đi trước khi vô chánh điện, mình đi ngang cái cửa để kiểu được là bất nhị môn. Bất nhị môn là cửa gì? Cửa không có hai. Cửa không hai là cửa sao? Nghĩa là cánh cửa này anh đi qua thì phải giúp cho anh không còn tâm đối đãi phân biệt tốt xấu, dở hay, ngu si tài trí. Khi nào tâm mình còn phân biệt hai cái đó thì cái đó gọi là còn hai pháp lưỡng nguyên, tốt xấu, đẹp xấu, giàu nghèo. Mình còn cái tâm phân biệt đó thì mình khó mà có thể độ sanh mà tiếp được. Cho nên tâm mình phải ra khỏi cái đó. Vì vậy mà ngôi chùa Việt Nam mình cũng vậy, có ba cửa. Ba cửa ở trước đó. Ở bên này để chữ hỷ nè, bên kia để chữ xả nè. Có nhiều nơi người ta rộng rãi, người ta để hai chữ luôn: hỷ xả từ bi, hay là từ bi trí tuệ, hay là người ta làm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả để gắn với cửa. Có khi ta để là cửa phước, cửa huệ, rồi ở giữa ta để bốn chữ phước huệ song tu. Vậy thì cái cửa tam quan của một ngôi chùa nó đều mang ý nghĩa anh đi vào của chùa bằng con đường đó, cửa nào cũng được. Ví dụ chặt bên hỷ, chặt qua bên xả, cái nào nó cũng rất là nhiều lợi lạc cho chúng sanh. Trong chùa cũng phải cần những người hỷ thì vui, cũng có những người cần xả. Cho nên trong một ngôi chùa mà ai cũng có những pháp môn tu của riêng mình thì tự nhiên ngôi chùa đó nó sống động và nó rất là đông đảo, nó rất là sung túc, nó rất là hạnh phúc, là tại vì mỗi người một pháp môn chuyển hóa.
Vậy thì bây giờ đại chúng sẽ không còn bị hàng kiểu tôi tu pháp môn niệm Phật, tôi tu pháp môn thiệt, mà mình là vô lượng pháp môn tục. Có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn hỷ xả, có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn từ bi. Ví dụ cái người đó họ chọc mình tức, trước khi muốn xả họ mình phải tu họ mới xả được. Cho nên ứng dụng pháp môn từ bi, tội nghiệp chắc nó còn nhỏ, nó không có hiểu biết, nó vậy thôi, mình người lớn thì phải chắc tự bi đi, thương nó là con cháu đi, xả được đi. Còn nếu mình bật ngược lại nhỏ mà hổ, nói ngược lại cái là tự nhiên cái tâm bực bội của mình nó tăng lên. Và nói ngược lại nó nhỏ, nó không hiểu biết, mình đáng bậc cha mẹ nó đừng có giận nó, tội nó. Cũng là một pháp môn, hồi nãy mình pháp môn nghịch, bây giờ mình pháp môn thuận. Cho nên trong cuộc sống này á, Đức Phật dạy rất là hay là tùy theo cái cách quán duyên mà có lúc nó tăng thượng. Ví dụ như người kia nó thà than với mình, nói trời ơi tôi mới gặp cái con nhỏ nó đáng đủ cháu tôi, nó hổ. Mà nếu mà mình gặp một cái một người bạn á mà tăng thượng cho mình là nghe, rồi chỉ làm gì có giả không? Cái này á cũng là tăng thượng duyên, nhưng mà tăng thượng duyên mình, tức là họ nói câu nó chăng tăng thượng cho họ con nào. Cái con nhỏ đó trời ơi con nhỏ đó hả, tôi định đánh nó lâu rồi. Mình nói thêm để mình tăng thượng cái buồn khổ, cái tức tối, cái phiền não cho người đó. Nhưng mình đã ngược lại, mình cho dù mình nói nhỏ nào chị, nó nhỏ đó, ôi thôi chị ơi chị buồn nó làm chi, nó hay nói vậy mà cái bụng nó không có gì hết á, thôi tôi hay nó hay nói gì với tôi lắm, nhưng mà tôi coi nó con cháu tôi có giận nó, thôi chị cũng làm vậy cũng là tăng thượng không, nhưng mà tăng thượng duyên mà nghịch với cái ý của người đó. Nhưng mà tăng thượng duyên này tốt, nghịch nhưng mà lại là tốt. Nhưng mà tăng thượng duyên thuận theo cái buồn khổ phiền não của người đó, thuận theo họ, tăng thượng duyên thuận, nhưng mà rốt cuộc là cái kết quả xấu là gì, mình tăng thượng cái điều không lành, cái điều bất thiện ở trong tâm họ. Phật dạy cái đó đó, Phật dạy là mỗi người mình ai cũng có cái duyên, nhưng tùy theo cái quán chiếu mà nó tăng thượng kiểu nào. Ví dụ nè, Pháp Hòa có duyên với thầy trụ trì đây á, tháng 9 năm rồi, khi Pháp Hòa đi giảng ở Hawaii cũng gặp thầy bên đó, thì quen với thầy bên đó rồi thì thầy mới có ý là thầy nói khi nào có dịp sang Nhật thầy mời qua đây. Lúc đó là duyên thôi, hai người gặp nhau ngay giờ cũng đó là duyên thôi. Và hôm nay Pháp Hòa đến đây là tăng thưởng duyên, phải không? Rồi nếu mà một cái duyên này mà vẫn tiếp tục nữa, lần sau Pháp Hòa có qua được cũng ghé lại đây nữa là tăng thượng duyên, tốt. Còn nếu Pháp Hòa gặp thầy xong rồi gặp, nói chuyện xong cái ai lệnh định tới, thầy này dở xấu. Này là cũng tăng thượng duyên mà tăng thượng duyên, xấu. Cho nên trong cuộc sống của mình á, duyên là gì? Là điều kiện để chúng ta có mặt, điều kiện để mình gặp cái đó. Ví dụ như mình với người chồng của mình đó, hồi xưa mới gặp là gặp nhau có là giây phút đầu đó là cũng là duyên gì, nhưng mà duyên đó là mới có sơ thôi, rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi xin số phone nhau, rồi nói phone nhau, tối ngủ được phone, hát hò đến phone được, đủ kiểu hết để cho cái duyên nó đậm lên, đến khi nào mình chấp nhận người đó là chồng là tăng thượng duyên đó. Cho nên trong cuộc sống này mình đến với Phật pháp đó, là để chúng ta có được những cái hiểu biết. Thưa đại chúng, sống ở đời á, ai cũng sống đó, mà cái người sống hiểu biết nó làm cho người khác đỡ khổ đó. Sống mà không hiểu biết á, người khác khổ với mình dữ lắm. Mà mình sống mà mình không hiểu, đã không hiểu biết mà còn không biết là mình không biết nữa, lại nó tăng thượng duyên nữa. Đã không biết mà còn không chịu học hỏi là không biết rằng mình không biết. Chứ Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú không? Người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng người trí cho mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Tại vì người ngu biết mình ngu, nhưng chữ ngu đây chỉ có nghĩa là không thấy rõ vấn đề, chứ không có cái nghĩa theo kiểu Việt Nam là ngu đần, ngu độn.
ngu tiền biên khói lửa, ngu dạng kiếp tái sinh. Chữ ngu trong Phật giáo nó không có nghĩa đó. Chữ ngu trong Phật giáo là không thấy được lẽ thật là ngu. Cho nên mình có một quyển kinh gọi là Kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu là kinh gì? Kinh nói về người hiền và kẻ ngu. Kẻ ngu á, họ nghĩ vậy nè, tôi lừa gạt được người đó, họ cho họ là hay. Nhưng mà với người hiền thì họ là ngu, là bởi vì họ không biết rằng họ sống bằng cái tâm niệm bất thiện, nhân quả họ sẽ phải trả. Còn cái người hiền á, họ cứ sống bằng chân thật với họ, cho nên họ không lo. Cái người mà sống mà lường gạt nó hồi hộp lắm, đi đâu cũng sợ ta biết mặt. Là nếu cái người mà sống không còn chân thật thì tự nhiên họ nghĩ là họ hay, nhưng mà với người hiền thì họ là ngu. Nhưng mà đối với họ đó thì nói trời ông này hiền quá này. Nhưng mà cái hiền này là nước lạnh, còn mình là cà phê, là trà nhiều, người ta cũng sẽ uống nhẹ chừng mực thôi. Nước lạnh uống không lo, nhưng mà cà phê uống thì chừng mực. Để chúng cứ nhớ vậy, cái gì mà có pha, cái loãng cái chất khác vô, cái đó không uống lâu được, không uống nhiều được. Ví dụ cà phê sáng uống một cốc thôi, nước lạnh có thể uống một chai, hai chai, nhưng cà phê không thể uống kiểu đó. Thậm chí nước xanh gì ở đây tăng lực, tăng sức gì đó, mệt mới uống không. Chứ đâu ai bình thường mà ngày 5-7 chai thì mới uống. Cái căn bản là vậy. Cho nên có bà thương với đại chúng á, cái cách sống của đạo Phật là giúp cho mình có một chai nước lọc trong tay, sống bằng chân thật, sống bằng cái tâm tu của mình. Và cái chai nước lọc nó có trong túi là không bao giờ sợ gì hết. Tại vì sao? Ai khát nước cũng cần nước lọc hết. Còn uống trà uống chơi cho vui, cà phê uống cho vui, Coca-Cola uống cho vui, nước nào cũng uống cho vui hết. Chỉ có nước lọc là uống thanh lọc cơ thể và trị bệnh. Vậy thì cái tâm mà quán chiếu đó, cho con bà thưa với đại chúng là chỉ muốn nhắc mình đến với đạo Phật đường nào cũng được hết, đức tin cũng được, là tin Phật là thần thánh gì thôi cũng tạm đi. Nhưng mà nhớ là sao phá cái đó, vén cái màn đó ra để thấy được bên trong rồi. Chứ còn mình không thể dừng cái đó, nó uổng nó lỗ cho mình. Mà trong cái đó Đức Phật là một dược sĩ rất là tài tình, có rất nhiều phương pháp. Và Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng là đừng kẹt vào một pháp môn nào. Cái pháp nào mà mình ứng dụng được ngay trong lúc mình đang khổ, pháp đó là pháp tốt. Pháp Hòa thì thí dụ như mỗi tối ngồi thiền 10 phút, nửa tiếng rồi đi tụng kinh. Có nhiều bữa mình mệt mỏi lắm, mình ngồi thiền thế nào là mình ngủ nhiều hơn mình thiền. Cho nên người ta thường kêu là ngồi thiền ở đâu lúc mình ngồi mà không thiền. Tại vì ngồi mà cái tâm mình nó suy nghĩ lung tung, cho nên thấy thì thấy có ngồi đó, ngồi cũng đủ 30 phút như ai vậy đó. Nhưng mà ngồi mà không thiền, ta kêu ngồi thiền mà đâu lúc mình ngồi mà không có thiền. Và tự thân mình biết rằng cơ thể mình hôm nay rất là mỏi mệt, mình thiền là thế nào cũng ngủ. Bây giờ 30 phút này không, không ngồi thiền, đi lại Phật, mở quyển kinh ra, đọc danh hiệu Phật lại, lại 30 phút, lại trong chánh niệm. Thiền không? Cũng là thiền, và thiền lại Phật. Quý vị ngồi niệm Phật đây chứ, đứng dậy đi kinh hành. Vừa đi niệm Phật, chân trái A-di, chân phải Đà Phật, A-di chân trái Đà Phật chân phải. Hoặc là bước vòng vòng trong nhà, lần chuỗi niệm Phật, đều là tu hết. Nhưng mà tu theo sức khỏe của mình, tê chân đứng dậy đi thiền. Như vậy mình không có kẹt pháp nào hết. Và thậm chí mình biết rằng khi mình mất đi Phật Di Đà rồi, nhưng mà hiện tại mình có Phật Dược Sư lo. Còn hãy mình muốn biết chuyện gì của các nơi phải tới Phật Thích Ca, sướng không? Quá hạnh phúc.
Và Đức Phật Thích Ca là người giới thiệu hai quốc độ đó cho mình. Con người của mình là sáng mở mắt thấy mặt trời mọc, chiều đi làm về thấy mặt trời lặn. Phật Di Đà ở cõi nào? Phương Tây, mà phương Tây là phía mặt trời lặn, còn phương Đông là phía mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống. Phật Thích Di Đà ở phương Tây tượng trưng cho một ngày, tượng trưng cho cái lúc mà chúng ta trở về cái cõi tịnh. Quý vị nào đọc kinh Pháp Hoa đó, có câu nè: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Chỗ của Phật ở thường được gọi là gì? Thường tịch quan. Thường là thường hàng, không có dừng nghỉ. Chữ tịch là vắng lặng, chữ quan là ánh sáng. Ánh sáng thường chiếu nhưng mà lặng lẽ chứ không có chói rực. Quý vị thấy không? Những cái quán như là quán nhậu nè, casino là đèn rực lắm, nhưng mà ở một ngôi chùa đèn không cần rực rỡ chớp chán như vậy, bình thường thôi. Ánh hào quang của Phật chiếu nhẹ nhàng từ từ thôi, nhưng mà thường tịch quan. Chúng ta tu cũng thế, mình phải tu thường tịch quan, nghĩa là mình cứ nhẹ nhàng mà tu, mà ngày nào mình tu đều đặn, gọi là gì biết không? Thường tu, lạc tu, vô gián tu. Tu có ba kiểu. Thường tu là tu thường thường, tu bình thường thôi, đừng tu, đừng có tu đặc biệt. Hàng ví dụ mình ăn chay tháng 4 ngày, 6 ngày bình minh, mỗi ngày vẫn giữ hai thời kinh, rồi một buổi nghe pháp, rồi nói chung là người Phật tử mình làm đủ cách, mỗi ngày đều có công việc Phật sự của mình, bố thí, nghe pháp, làm tất cả việc, không cần phải tuyên bố mình làm gì mà gọi là bất thường, không bình thường cả. Quý vị thấy là trong nhà mình đã mỗi ngày đủ sức khỏe đi làm, về đóng cơm cho gia đình ăn, gia đình vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Cái này thường tịch quan không? Đấy là thường tịch quan. Còn nếu mà gia đình mình sóng gió, mình làm những cái điều mà không đúng nữa, thì cái đó là gia đình mình sóng gió. Cho nên á, có nhiều vị á, nói sao vợ con nó bình thường, có vợ nói chồng để chú muốn bất thường. Và nếu mà vợ mà bất thường là gia đình này nó không thường rồi đó. Cho nên nếu cuộc sống này chúng ta cứ bình thường, đó là thường tịch quan. Mà thường tịch quan á, nghĩa là ánh sáng này thà là cứ nhẹ nhàng như vậy, đừng có cái gì nó bất thường hết. Mà bất thường hơn là mình dễ có những cái thay đổi. Thì ở đây buổi sáng này Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng mấy việc. Một là Pháp Hòa muốn nhắc mình dừng ngay ở cái chỗ mà đạo Phật là một đức tin, là một đạo mình theo đó cũng không sao, nhưng mà uổng. Phải đi sâu chút nữa, đạo Phật là ứng dụng chỉ cách cho mình sống tu. Hôm qua Pháp Hòa nói ở Nam Hòa là những tu là gì? Tu là cái cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày. Còn sáng nay mình nói là pháp môn của mình không phải bị hạn hẹp ở những châu pháp môn mà chúng ta thường nghe là pháp di niệm Phật, pháp tu tịnh độ, pháp tu thiền, pháp tu gì đó. Và pháp môn của chúng ta là tùy mỗi hoàn cảnh mà pháp môn chúng ta có này. Và từ đó mình mới thấy rằng mình sẽ hiểu, mình càng tu tập thì mình sẽ hiểu đạo Phật nhiều hơn nữa. Và mình sẽ thấy rằng đạo Phật càng ngày mình càng thấm đạo Phật, mà không hề qua một hình thức gọi là đạo Phật là một cái niềm tin tôn giáo. Mình có thể nhìn đạo Phật là một tôn giáo cũng sao hết á, đạo Phật cũng là một tôn giáo cũng được đó. Nhưng mà đúng hơn hết là đạo Phật là một phương pháp ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày. Có là ví dụ mình ăn á, là mình phải ăn đúng cách á. Ví dụ như là mình ăn phở là phải có tương, ăn phở rồi phải ớt thì sao là sao đó. Rồi mình ăn bất cứ món gì, nó đều có cái gia vị của nó, mình ăn cho nó đúng. Thậm chí mình thỉnh cái chuông nè, nếu mà mình thỉnh cái chuông mà mình cầm cái dùi chuông lên á, mình không biết nhìn cái dùi chuông thỉnh ở đâu, và cái độ, cái chuông này nó lớn, nó nhỏ như thế nào, để mà cái độ thỉnh của mình thế như thế nào để phát tiếng chuông, thì
thỉnh một tiếng chuông thì cũng có thỉnh vậy đó, nhưng mà tiếng chuông này nghe cái ben thôi mà nó không mang lại một cái lợi ích, một cái tiếng chuông mà nó đúng nghĩa của nó để cho người khác hưởng nhận được cái gì từ tiếng chuông này. Ví dụ như Pháp Hòa đang ngồi đây nè, cái thế Pháp Hòa với cái chuông này như vậy là Pháp Hòa có thể thỉnh chuông vậy nè, phát ra tiếng chuông, nhưng mà cũng vừa chừng thôi. Chứ nếu Pháp Hòa đưa ra thỉnh như cái chuông bự một cái thôi văng xuống đây thì cũng thỉnh một tiếng chuông nhưng mà không biết cách. Cái cách này là gì? Là phương thức. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật dạy cho mình đó, tùy mọi hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm mọi sự việc để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống như thế nào mà ngày nào mình cũng đều có hạnh phúc. Hôm nay mình gặp một cái người rất là khó chịu thì mình ứng dụng sống sao, làm việc sao với người khó chịu này. Thành thử là từ đó mình thấy Đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống, nó đi ra, từ kinh điển nó đi ra ở trong con người của chúng ta. Cho nên cái thưa đại chúng, một quyển kinh đó, mình có tiền mình nên triệu cuốn á, cuốn kinh đó vẫn là kinh chết thôi. Nhưng mà mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh linh động sống. Mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh mà người khác sẽ thấy mình, người ta sẽ lật từng trang kinh ở nơi mình. Trời ơi, tôi gần người đó, có những câu nói họ nghe rất là hay, tôi học hỏi được rất nhiều từ những cái cách nói chuyện của họ đó. Mình đã đưa ra một bài pháp cho người đó. Cho nên mình rất nhiều pháp môn là vậy. Và chúng ta đừng có bị khổ đau bởi vào một cái pháp này. Cái cách tu của mình đó, là mình tu làm sao đến cái chỗ ba la mật. Thí dụ như bây giờ người ta xin mình 1,000 đồng, mình không có 1,000, mình cho có 10 đồng à. Nói vậy đâu phải perfect, không phải vậy. Khả năng của mình 10 đồng mà mình cho trong khả năng của mình mà bằng tất cả tình thương của mình, cái vật là một chuyện rồi, mà luôn cả khi mình làm cái việc đó có cả tình thương thì cái việc làm đó dù 10 đồng nhưng mà cũng perfect. Rồi mình không có kể á, mai mốt mà người đó có làm gì mình buồn phiền là mình không có nhắc đó. Nhớ không? Tôi ở đó không có, tôi là anh chết rồi. Thí dụ vậy đó, thì 10 đồng đó mình nhắc tới 10 năm sau, 20 năm sau mà hỏi nhiêu 10 đồng thì cái đó không phải là perfect. Cho mình làm cái việc gì cho ai mà mình làm bằng tất cả tình thương và khả năng của mình trong lúc đó là perfect, là trọn vẹn. Chứ không phải là người ta xin 1,000 mình phải cho 1,000 mới kêu là ba la mật đâu, mà mình cho bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình. Thì ở đây á, cái người có trí thì nói về cái trí, mà trí cũng đến cái chỗ viên mãn. Làm sao để mình có chỗ gọi là mình viên mãn được? Từ suy nghĩ những cái gì mình nghe, mình nghe rồi mình suy nghĩ rồi mình tu tập, thì như vậy cũng gọi là bát nhã ba la mật. Tại sao những gì mình nghe, nghe cho rõ ràng, suy nghĩ cho chín chắn, rồi việc làm đó mình làm cho nó trọn vẹn, thì người làm như vậy khi người ta nói ra điều gì mình có cách mình nói lại hết. Tại vì mình suy nghĩ chín chắn trước khi mình làm, khi mình nghĩ kỹ trước khi mình nói. Cho nên cái người mà có trí là căn cứ trên 3 điều: 1 là phải nghe, 2 là phải suy nghĩ, 3 là phải hành trì. Thì ở đây Đức Phật nói thành tựu công đức của trí tuệ. Làm sao bây giờ bây giờ mình thực tập trí tuệ rồi, bây giờ công đức của trí tuệ là gì? Nghĩa là cái kết quả của trí tuệ đó là gì? Người mà có trí tuệ thì họ thể hiện cái gì để thấy rằng bao nhiêu năm họ chịu khó, họ tu tập, họ học hỏi, bây giờ đây là công đức của họ đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ như mình đi đến một cái nơi đó, một cái chùa đó, một cái đạo tràng đó, mình thấy là 10 năm trước mình đến và sau 10 năm mình trở lại, mình thấy quá chừng những sự thành tựu. Thì mình mới nói là sao? Thưa đại chúng, hôm nay quý vị nhìn cái ngôi chùa này được như thế này, đây là tất cả những công đức
suốt 10 năm của thầy trụ trì, của quần chúng Phật tử ở đây. Vì cái công đức đó là gì? Cái quả mà chúng ta đã đầu tư vô đó. Cho nên khi mà chúng ta làm việc gì đó, nó cũng đều có công đức hết á. Và cái công đức đó là cái kết quả mà chúng ta đã làm cái việc đó. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền lâu ngày, bắt đầu mặt mày mình nó tươi nhuận ra, tâm tánh mình có thay đổi, không có còn giận dữ dễ dàng. Nhớ bốn chữ ha, giận dữ dễ dàng. Tại vì mình thường dễ dàng giận dữ. Thí dụ như ta nói là tha thứ thì thông thả. Đó, tha thứ thì thông thả, thư thái. Cái đó là cái công đức. Mình nhìn cái người đó, trời sao bây giờ thấy ông đi sao thấy nó thông dong quá. Đó là công đức của quán chiếu. Quán chiếu gì? Vô thường. Quán chiếu vô thường, không có gì. Hồi sáng này có một vị mới nói, bây giờ con muốn thưa là, người ta thường hay nói vậy nè, đời là vô thường, chết không có mang theo được gì, làm chi cho nhiều. Người ta hay nói vậy đó. Bây giờ cái câu đó thầy nghĩ được không? Pháp Hòa nói cái ý nói thì có tốt á, nhưng mà không khéo á, cái câu đó trở thành ra cái gì? Cái gọi là tiêu cực. Nếu nói đúng mà nói vậy nè, đời là vô thường, chết không mang theo được gì, cho nên chúng ta phải cố gắng làm những gì chúng ta có thể, và làm mà không dính mắc. Vì mình biết rõ ràng mình không đem theo được gì, nhưng mà không có nghĩa vậy rồi chúng ta không làm gì. Ai cũng nghĩ như mình thì ai làm gì đâu. Ví dụ mình nghĩ đi, thôi con ơi, chết cũng không theo được gì, học làm chi con. Chết không đem theo được gì để dành tiền chi con. Đâu có phải. Dù biết rằng chết không mang được gì, nhưng mà trong khi chúng ta còn sống, chúng ta cần những gì thì chúng ta làm, nhưng mà làm không có dính. Buông bỏ nhẹ nhàng, không có dính. Đó là người có trí. Và người đó đó, cái nhìn vô họ, trời ơi sao mà ổng đi ngồi nhẹ nhàng không dính mắt. Công đức của người quán vô thường và đã có tu tập trong khi làm việc. Bây giờ có nhiều vị nói, đời là vô thường, chết không mang được gì, thôi bây giờ xài xả láng. Rồi cũng có những người nói, thôi chết không mang được gì, có bao nhiêu làm phước làm thiện bấy nhiêu. Quý vị thấy ông Bill Gates chia tài sản không? Những tỷ phú giờ người ta chuẩn bị người ta chia hết, tại vì ta biết làm sao. Nhưng mà nếu mấy ông nghĩ thôi tôi làm cực thì chúng ăn hết tôi làm chi? Không à, vẫn tích cực làm việc. Cái gì mình có khả năng mình làm được, mình thu nhận được, mình phải làm. Pháp Hòa tâm sự với ông kiến trúc sư, trên đường ông chở Pháp Hòa ra Tây Thiên, Pháp Hòa nói chuyện với ông, tôi nói thật với ông, tôi cũng không biết là sao đời tôi rồi, ai là người tiếp nối và được bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà nếu tôi nghĩ bi quan, thôi làm ra rồi ai giữ ai coi, thì tôi sẽ buông, tôi không làm gì hết. Rồi cuối cùng ví dụ như cho tôi sống được 60 tuổi thì tôi sẽ phí đời tôi 60 năm. Tại vì mấy chục năm nay tôi sống tôi không làm gì hết, tại tôi cứ nghĩ làm gì rồi ai coi, ai ngó, ai dòm, thì cuối cùng tôi không làm. Giờ ngàn người nghĩ như vậy thì thế giới này không có gì xong hết á. Cuộc đời này không có cái gì để cho ai hưởng gì hết á. Quý vị thấy Nam Ấn á, ai mà đi Ấn Độ là đi, mình đi thánh tích là mới có Bắc Ấn rồi nha. Nam Ấn á là cái nơi không phải là Đức Phật đã từng xuất hiện đó, nhưng mà chư tăng đi lên trên cái vùng đó, đi vào những cái hang núi, đục núi, lập tu viện, lập chùa. Sau một ngàn mấy trăm năm Phật giáo bị tiêu diệt, thế kỷ thứ 12 là nguyên cái vùng đó coi như là bị cỏ, bị cây rừng nó che lấp, không ai biết bên trong đám rừng đó là một ngôi tu viện đồ sộ của Phật giáo. Khi mà nước Ấn Độ bị nước Anh cai trị, thì có một ông đại tướng, ông bắn một con thỏ,
Ông rượt một con thỏ và con thỏ nó phóc vô trong cái khu rừng đó, ông rượt theo. Khi mà ông vô trong đó, ông mới tá quả rằng ở phía sau đám rừng này là một kỳ quan. Bắt đầu mới khai quật lên. Và bây giờ trở thành ra một cái điểm thánh tích của Phật giáo để cho mọi người tới tham bái. Cái trụ mà ông Vua A Dục ông xây lên khi mà ông hiểu đạo rồi đó. Quý vị biết Vua A Dục đó là ông tương đương với Tần Thủy Hoàng đó. Ở bên Ấn Độ là có A Dục Vương, còn bên Trung Quốc là người ta có Tần Thủy Hoàng, nghĩa là thống nhất Trung Hoa, thì ông Vua A Dục này là thống nhất Ấn Độ. Ác lắm. Nhưng mà tại vì xưa giờ là nhất hướng công thành dạng cốt khô mà. Một người mà thành tựu được cái ngôi vị của mình thì cả vạn cái xác phải nằm xuống chứ, phải dạng người phải nằm xuống. Khi mà ông tỉnh ngộ rồi do lời dạy của Phật, ông phát tâm đi tham bái thánh tích, xây dựng 84.000 cái tháp lớn nhỏ khắp nước Ấn Độ để biểu thị cho 84.000 pháp môn của Đức Phật. Đi đến những thánh tích, dựng cái trụ cột lên, ghi những cái tiếng, xác định. Có một số nơi Hồi giáo tới đập những cái cột đó, những cái trụ đá đó gãy nằm ngay đó. Có những cái trụ đá còn nguyên. Vậy mà bây giờ cái trụ đó hồi xưa nó thường thôi, nó là cái trụ ghi dấu kỷ niệm vậy mà. Bây giờ ai tới thánh tích cũng tới cây trụ đó lại hết. Ví dụ giờ mình đến Lâm Tỳ Ni á, là tất cả đều tập hợp ở chỗ cây trụ của Vua A Dục, cây trụ đá của Vua A Dục Vương để làm lễ. Còn không thì đến cái cây bên bờ hồ mà Hoàng hậu Maya tắm khi hạ sanh xong. Còn ở trong cái chỗ mình, ngay cái chỗ mà người ta đã khảo sát và người ta xác định đây là Đức Phật đã từng đứng đây lúc Ngài đản sanh đó. Bây giờ người ta che lại, người ta đâu có cho mình tới, điên vòng thăm thôi chứ đâu có vô làm lễ gì được. Muốn làm lễ là làm lễ bên ngoài hết. Thôi mà nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái công đức là gì? Là mình nhìn vô cái quả của cái người đó. Đó, đây là công đức của anh. Hôm qua qua chọc chị Hoàng á, chị nó ngộ lắm thầy ơi. Mỗi lần mà sắp sửa khóa tu là con bị nghỉ việc à. Tiệm ế mới cho chị nghỉ. Nhưng mà hễ mà chị đi lên chị phụ xong một khóa tu về là đắt, kêu chị không kịp mà nó đó. Công đức. Rồi mình đi công quả về có công đức. Ở đây có nhiều em học mà học xong nha, học ra trường đại học rồi đi tìm việc hoài không ra. Pháp Hòa nói bây giờ con đừng có chờ đến khi nào mà con lượm được cái job đúng ý mình rồi con mới đi làm, trong khi đó là đói chết. Bây giờ con chạy pizza cũng được, con làm cái gì cũng được, ít nhất con có tiền đổ xăng, con không cần phải xin cha mẹ một đồng nào đỡ đồng đó. Rồi bên cạnh đó con lên chùa con làm công quả đi. Mà đứa nào thấy cũng kết quả đó. Nó lên nó làm công quả thời gian là có job hết. Cái này không phải quảng cáo nha. Không phải nói vậy rồi ngày mai ai lên công quả. Thật sự ra cái gì mình làm nó đều có cái công đức hết. Thì thường thường mình nhìn vô cái người đó mình nói trời ơi, tôi giờ đỡ lắm chị. Giờ lúc này mấy đứa nhỏ nó lớn, nó đi làm công ăn việc làm tốt lắm, mỗi tháng nó còn phụ tôi được, nó có hiếu thảo. Nếu mình nói theo thế gian á, đó là chị bây giờ chị được hưởng rồi đó. Những cái gì mà chị đầu tư cho con cháu chị bây giờ được hưởng, thì nói theo Phật giáo là gì? Công đức. Người mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, người mà tối chịu khó dùi mài kinh điển thì làm gì cũng có công đức của trí tuệ. Chịu khó học hỏi, mình biết mình dở thì mình học kỹ một chút. Không, mấy đứa mà nào mà nó dở đó ha, nó về nhà nó rỉ mỏ muốn chết. Còn đứa nào mà nó biết nó giỏi rồi làm ngay trong trường luôn, về chẳng thấy nó học bài, vậy mà nó điểm cao. Vì gì? Nó giỏi. Còn cái đứa nó dở nó tự nó biết. Thành thử quý vị biết không, có nhiều người mà ta lấy được cái bằng cấp, ta nói trời ơi đây là mồ hôi nước mắt của tôi đó. Bao nhiêu năm trời tôi khổ lượm được tờ giấy. 4 năm, 6 năm gì đó. Thì Pháp Hòa xin thưa là công đức là vậy. Tức là cái quả mà chúng ta đã thành tựu được. Cho nên cái đó nó đòi hỏi ở cái chỗ tu tập. Công đức là vậy. Cho nên ở chùa mình để cái thùng phước xương. Để chúng nhớ chữ phước xương không?
xương là cái thùng, xương là cái thùng. Người người Bắc kêu là hòm, người Bắc gọi là cái hòm, hòm công đức. À, có nhiều chùa ngoài Bắc ghi rõ luôn vậy nghe, hòm công đức. Thì cái chữ hòm đó, đó nghĩa là nghĩa của chữ xương đó. Phước xương là cái thùng công đức. Có nhiều chùa ghi tiếng Việt luôn, thùng công đức. Có nhiều ghi hòm công đức, nhưng ghi hòm ghi thùng gì nghe có. Mình nói, mình ghi chữ công đức có cái lỗ ngay đó ta biết. Thì bây giờ công đức là gì? Anh có khả năng nhiều, anh phát tâm anh cúng rồi đó, đều có công đức hết, vì bừng từ cái tâm thành của anh. Cho nên cái người mà Phật tử đó, bây giờ mà mình đi chùa mình có được kết quả lợi lạc, bây giờ cái tâm, bây giờ mình muốn biết mình có công đức của tu tập không á, muốn biết mình có không á, thì khi nào mình đụng chuyện mình thử có cái phản ứng mình sao. Cái mặt mình nó có rần rần lên không? Mắt mình nó có trận trắng trận tròng lên mình nói chuyện không? Nó biểu lộ công đức hết. Thật ra ở đây nè, thành tựu công đức của trí tuệ. Người có trí tuệ, đây là công đức của họ đây. Một, thiện nam tử, người có trí cầu được 10 lực. Cái này mình học rồi nha. Nếu mà quý vị nào muốn biết thì về mở lại cái bài giảng trí lực của Như Lai. Cái này tiếng Hán gọi là thập lực. Thập lực là gì? Là 10 cái năng lực của một Đức Phật. Thí dụ mình nói năng lực thứ nhất là đạo lý. Mình nhìn biết sự vật này đạo lý như thế nào, đạo lý như thế nào mình biết. Đó là một cái năng lực thứ nhất. Cái năng lực thứ hai là biết được nghiệp báo. Cái người mà ta biết được nghiệp báo, ta nhìn gì ta biết, ta nói. Cái đây nói không có nghĩa là mình có thần thông mình thấy được, nhưng mà mình đã là người có hiểu biết là mình biết cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó, chứ không có cái gì nó tự nhiên hết trơn. Trời ơi trời, tôi có chọc ghẹo gì nó đâu, tự nhiên lại nó kiếm chuyện với tôi à. Tại vì anh mới nhìn có một tuần lễ nên anh không chọc ghẹo nó, mà anh quên 3 năm trước anh chọc nó. Nó tìm cách nó quật anh hoài mà chưa có. Cho nên cái trí lực thứ hai là biết được tam thế nhân quả. Còn cái trí lực thứ nhất là nhìn mọi cái đạo lý, biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình thấy người ta cầm chuỗi ta niệm Phật. Cái người mà người ta thấy được cái đạo lý đó đó, đấy, lần chuỗi là một cái phương tiện mà, biết liền. Đây là phương tiện giúp cho mình định tâm nha. Đây là phương tiện giúp định tâm. Tâm mình chưa định, lấy sâu chuỗi ra lần. Nhưng mà mình biết rằng sâu chuỗi là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là gì? Cứu cánh là absolutely, là như vậy, là cái chỗ không có cần phải mượn phương tiện gì hết. Nhưng mà cuộc sống này cần có phương tiện. Quý vị thấy cái thầy đó đó, mới vừa 4 năm trước, 5 năm trước còn là sa di, đúng 5 năm rồi học hành rồi đàng hoàng rồi đi thọ giới về cái mình gọi bằng thầy. Thì mình biết rằng cái đạo lý là vì sao? Vì mình gọi thầy á, không phải là mình gọi chữ thầy đó không có nghĩa là mình hạ mình với ông đó. Mình tại sao mình lớn hơn đó mình kêu ông bằng thầy? Mà cái chữ thầy ở đây mình muốn gọi là để nhắc nhở cho cái vị đó đúng cái vị trí của thầy. Và hơn nữa khi tôi gọi như vậy là thầy biết nha, thầy đang ở một cái bậc mà người ta kính trọng, thì thầy phải giữ đúng cái nếp để cho thầy đúng xứng cái danh mà thầy được gọi. Cái đạo lý nó là vậy. Trên nguyên tắc á, kinh chỉ là một quyển sách thôi mà. Nếu mình nói cho cùng tận, nó là một cuốn sách chữ nghĩa đây nè.
Nhưng mà tại sao mình để trên đầu mình kính trọng gì đó là quyến kính? Cái đạo lý là người, cái gì mà nó chứa chữ nghĩa của các bậc thánh hiền dạy cho mình hướng thượng hướng thiện thì gọi là mình trọng. Trọng để làm gì? Vì có trọng thì mới có giữ, có giữ mới có cơ hội đọc rồi nghiên cứu rồi hiểu biết. Ôi ba cái sách vở này chữ nghĩa không, dục thùng rác, mai mốt cần kiếm không ra. Nhờ mình quý trọng mình giữ cho nên mai mốt cần có. Cho nên đạo lý là vậy. Cho nên cái năng lực của một cái bậc trí là người ta nhìn người ta biết. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, nghĩa là trí lực biết tất cả các cái tam muội. Tam muội là gì? Chánh định. Ví dụ như có một cái người đó, người ta quán vô thường. Người ta quán vô thường đến mức độ á, là tâm của người ta thấm nhập cái đạo lý vô thường, mà tất cả các pháp người ta nhìn xung quanh, người ta thấy không có gì mà đủ khả năng làm khổ người ta hết á. Người đó chứng được cái tam muội của, gọi là gì, như huyễn tam muội. Nghĩa là có được cái chánh định nhìn các pháp tạm bợ hết. Người ta không có bỏ nha, người ta không có phê bình, người ta không có dục nó, người ta không có quăng nó, người ta không có coi thường nó. Người ta vẫn dùng, vẫn quý nó hết á, nhưng mà người ta không dính gì hết trơn. Ví dụ bây giờ mình thấy cái bình hoa này mình thích quá chừng luôn. Ai đi ngang quẹt nó bể một cái. Mình nổi mặt thống ấy gì nhưng mà cũng hơi bực. Vô ý vô tứ ẩu tả thế này thế kia, nhưng mà cái người mà ta thấy biết vậy đó, ta không có phiền muộn gì hết đó, vô thường. Quý vị biết không, khóa tu cũng vậy, nhiều khi đang ngồi vậy nè, ở sao là một cái rốn chén bể trơn. Nếu mà Pháp Hòa xoay qua nữa đó, Pháp Hòa làm cho cái người làm bể ta ngại lắm. Pháp Hòa tỉnh bơ, Pháp Hòa ngó luôn, mình ngó qua người ta ngại lắm. Và Pháp Hòa còn đùa một câu để cho người ta nhẹ xuống liền. Không sao, không sao, hoa khai phú quý. Theo người Hoa đó, chén dĩa mà bể á, là người ta nói một câu chúc lành lên. Nghe chén dĩa bể là nói một câu lành lên liền. Hoa khai phú quý, tức là hoa nở là có sự phú quý. Nói một câu lành để làm chi? Pháp Hòa thì quan niệm là người ta đang làm lỗi rồi, ta biết rồi, ta hết hồn rồi, giờ mình xoay qua nữa mình làm cho người ta cảm giác khó chịu lắm. Cho nên Pháp Hòa không có ngó lại, rồi mình nói một câu để cho làm người ta nhẹ. Hoa khai phú quý thì cái người có trí là người ta ứng xử. Mình không dám nói là mình, dĩ nhiên là mình, cái mình tu rồi cũng phải có trí chứ. Không phải là đại trí thì cũng tiểu trí. Chứ nếu mà tu càng vô trí thì chết rồi. Học Phật nghe Pháp thì phải mở mang cái trí mình lên. Thì ở đây Pháp Hòa đưa một cái ví dài, cái ví dụ vậy. Quý vị muốn biết 10 cái trí này là gì, về mở bài giảng khác lên nghe. Có một cái bài mà nói về cái này rồi, là trí lực của Như Lai, 10 cái năng lực trí tuệ của Đức Phật. Thì trong này nói người có trí cầu được 10 lực, có được 10 cái lực. Thứ hai là người đó có gì? Người đó có được cái tứ vô sở úy, tức là 4 điều không sợ hãi. Cái này Hòa cũng nói rồi. Thí dụ, một cái ví dụ, Đức Phật là người biết khổ và có phương pháp giải khổ, không sợ. Thôi bây giờ Pháp Hòa ví dụ về đi. Mình là người biết chữa bệnh, mình nghe người ta nói người ta bệnh vậy á, bình an lắm. Trời ơi, đây, trời ơi, tôi biết rồi, cái bệnh này tôi biết, tôi chữa được hết á. Tại sao? Tại vì mình biết bệnh và biết cách chữa bệnh. Đức Phật cũng thế, biết phiền não và cách đối trị phiền não, cho nên Ngài có cái đức không sợ. Không sợ phiền não vì mình biết. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng á, có một bác Phật tử nói: thầy ơi, tụi con á, tu muốn cầu vãng sanh tịnh độ, mà sao ở Ta Bà này phiền não quá,
thầy chỉ cho con làm sao hết phiền não. Pháp Hòa nói bác, tại sao bác muốn sanh tịnh độ bác biết không? Tại vì cõi đời này khổ, cõi đời này khổ, mình thấy cõi đời này khổ cho nên mình muốn cầu về cực lạc. Thành thử ra nhớ nha, khổ nhiều nào thì cái tâm phát nguyện vãng sanh mình mạnh chừng nấy. Còn nếu cõi đời này mà không khổ, sức mấy mà chịu tu. Thôi giờ đừng nói chi hết nha. Cái mỏ mà mình thích nhất, mình tụng kinh, cái tiếng nghe nó hay nhất, người ta xin nó dám cho không? Nhiều khi còn chưa dám cho. Mình nói một cái nhỏ mà dính mắt thôi. Chứ đừng có nói, cho nên á, đừng có sợ cõi đời này phiền não. Vì chính phiền não chừng nào, khổ đau chừng nào, thì nguyện mà mình cầu về cõi Phật thì lại càng lớn chừng nấy. Có nhiều người, có nhiều Phật tử khổ chồng, khổ con, khổ anh em, khổ gia đình, đủ thứ khổ hết. Cho nên người đó mới nói bây giờ con quyết chí rồi, không có muốn, nghĩa là sợ lắm, sợ nhân quả, thì chỉ muốn làm sao ráng tu tập để khi bỏ, xả bỏ cõi ta bà này, đi về cái cảnh giới an lành của chư Phật. Pháp Hòa thì nghĩ khác, Pháp Hòa thì tu tập khác chút. Ngay cái cảnh khổ của mình chính là cái đối tượng cho mình chuyển hóa, thì chính chỗ đó là cái cõi đối tượng để mình tu, đối tượng tịnh độ. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, khi người ta hỏi á, khi người ta hỏi quý vị á, tịnh độ của Phật Di Đà là Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ của Phật Dược Sư là gì? Đông là gì? Đông phương thế giới, phải không? Tịnh lưu ly thế giới. Vậy thì giờ tịnh độ của Phật Thích Ca là ở đâu? Ở đâu? Ta bà. Tại sao biết không? Đâu có đường nào khác, đâu nói khác hơn được. Ở ta bà rồi, giờ phải nhận cõi ta bà làm tịnh độ của mình chứ. Nếu mà Đức Phật Thích Ca nói không, cõi này không phải của tôi, cõi chỗ khác, ông ở đây, ông nói đi đâu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ mình gặp một cái bà xã, ông xã mà tối ngày làm khổ mình hoài, lãi nhãi hoài, trời tịnh độ của tôi là đây. Bây giờ ông nói vậy ông đâu có vui nổi. Cho nên tất cả cái gì, chính cái chỗ đó là tịnh độ. Tại sao? Vì người có trí quán vậy đó, chẳng có sợ. Cho nên cái câu mà lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó, có ai nhớ câu đó không? Ai nhớ câu đó nằm ở đâu? Mười điều tâm niệm. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Nhớ không? Thi ân đừng mong cầu báo, vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thế nên Đức Như Lai lập ra lấy bệnh khổ làm thuốc thân, làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả bỏ làm vinh hoa. Tại vì người ta vinh hoa là người ta giàu có, còn mình giàu có là gì? Khi tâm mình buông xả được. Tâm mà mình buông xả được là người giàu có đệ nhất. Tại vì sao? Tại vì chính mình biết mình giàu có cho nên không có gì mình giữ. Không giữ bất cứ một cái của. Nói như vậy không có nghĩa là mình đem dục rác hết, không phải vậy. Nhưng mà lỡ nó có mất, nó thất thoát là mình biết. Ông bà người Việt Nam mình còn có một câu là một đời ta ba đời nó. Hôm rồi mấy thầy mới cần đi chợ, Pháp Hòa mới chở đi. Mấy thầy vô mua cái này mua cái kia mà đi hai ba chợ luôn. Kêu Pháp Hòa qua nó không, Pháp Hòa không cần gì mua. Mấy thầy đi ra cửa nói ai mà đi chợ với ông thầy này, mấy tiệm nó dẹp hết. Đâu phải là mình không cần, không mua, mà tại vì mình không có cái nhu cầu mua gì nữa thì mua làm gì. Cái gì mình cần mình mới mua. Như vậy đó. Chứ không phải nhu cầu mình cần mua là kêu tham nha, không phải. Đó, như nãy thí dụ Pháp Hòa không cần gì hết mà thấy người ta mua ham vui mua theo đó, cái đó tham đó. Cái đó là ham nè, đẹp, ham rẻ gì mua, mà không cần không mua. Còn các vị nào người ta cần, người ta có nhu cầu người ta mua. Mình cầu nhu cầu mà mua thì không gọi là tham. Cho nên mới 10 điều tâm niệm hay lắm. Quý vị không cần nhớ mấy câu trên, nhớ 10 câu gọn ở dưới cũng được. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần,
Lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Đạo hạnh của mình có hay không là ngay chỗ oan ức. Mình đã thưa, mình đã nói rồi mà vẫn cứ khư khư dán cho mình một cái tội đó thì mình đâu cần như nó nữa. Đúng rồi, tôi làm việc bổn, tôi làm việc của tôi. Nghĩa là những gì tôi cần nói tôi đã nói rồi. Còn anh đã biết anh sai, nhưng mà tại anh cố tình anh bào chữa cho cái sai anh, thì cái đó không lẽ giờ tôi cứ ăn cơm rồi no rồi tôi cứ đi cãi với anh thôi. Rồi. Rồi quý vị nên tìm cái câu đó học. Nó thường thường mấy cái 10 điều tâm niệm hay in phía sau cuốn sách lắm. Thường thường mấy cuốn kinh cuốn sách hay in phía sau 10 điều tâm niệm. Nhưng mà thường thường ta hay ghi một là 10 công đức in kinh ấn tống, hoặc là 10 điều tâm niệm. Hồi đó Pháp Hòa hay in cái bản đó để dưới lầu ép plastic đàng hoàng. Quý vị nào thích thì đem tấm về nhà để học. Hay lắm, 10 điều tâm niệm. Thì ở trong này cũng vậy. Tại sao mình có được cái 4 vô sở úy? Là vì mình thấy được. Mình thấy được các cái chướng duyên của nó và các cái pháp nào. Bây giờ ví dụ nha, ngồi trong này á, anh bây giờ Pháp Hòa nói anh Minh ơi, Pháp Hòa muốn thay cái bóng đèn, đối với anh chuyện dễ ợt. Cái chuyện của anh mà. Anh nhìn cái anh đi biết bệnh gì liền. Giống như mình mà bị mà trật lân, gân trật xương gì, đưa ông thầy ông rờ rồi là ông biết mình bị gì. Thì nhà nghề nào có nghề đó. Pháp Hòa mà chỉ cần đi ngang nghe cái chú đó thỉnh mỏ là ông biết thỉnh trật nhịp. Tại nghề của mình mà. Nghề của mình mà. Mà con mắt có quà mà ai mà bây giờ cả ngàn giới tử nha. Người nào mà lật đật mà đắp y mà không mặc áo tràng mà nhìn mà cũng biết. Đi ngang mà nói đi vô mặc áo tràng đi, tự nhiên mặc áo nhìn là ôi trời ơi, mặc bộ đồ ngắn quấn cái y lên. Có nhiều vị là tới giờ đắp y rồi đắp ngược. Rồi cuối cùng biết làm sao cho nó rơi rớt một lông, chéo tấm y lên đại cho nó phủ người được rồi. Mình đi ngang mình nhìn mình biết liền, tại nghề của mình. Cho cái người mà biết được cái đó rồi không có gì khó hết. Cho nên người có trí, người ta thấy người ta không có. Thí dụ như giờ mình thấy vô thường nè, mình thấy nhân quả nè, mấy cái đó là cái giúp cho mình giải si mê hết. Cho nên trong tham sân si có cái thứ ba đó. Người muốn hết sân si là người muốn hết si mê làm gì? Quán nhân duyên trí tuệ. Quán nhân quả, quán nhân duyên là hết mê lầm. Bây giờ duyên không đủ, có miễn cưỡng cũng đâu có được. Nhân nó chưa đủ thì có muốn có quả cũng đâu được. 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi. Thân miệng ý của mình. Thưa đại chúng, nhiều khi mình từ bi được cái miệng mà không từ bi được cái ý. Trong cái ý mình nó khác, cái miệng mình nó khác. Cho nên phải làm sao từ bi ở thân, ở khẩu, ở ý. Nhiều khi cái miệng mình không có ác mà cái hành động mình nó nhìn nó dữ quá đi. Cho nên thiếu từ bi ở cái behave, cái action. Cho nên ở trong cái cảnh giới nhân quả đó, cái người nào mà dễ giận rồi hay la hét đó, rất là dễ giận mà mỗi lần giận lên là la hét đó, là nó chiêu mà. Thì cái quả của cái người mà hay sống bằng cái tâm niệm đó, cái cách sống đó là gì? Atula. Còn nếu tệ nữa đó là gì? Là cái cảnh giới của quỷ dữ. Đó là tệ. Có nhiều người người ta hét, người ta nói bậy vậy đó, nhưng mà cái tâm người ta không làm, nói thôi, nói cái miệng thôi. Thì các vị này dễ sanh vô Atula. Còn nếu mà người nào mà hành động luôn với cái lời nói mình thì thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Atula thì cái phước họ lớn hơn người mà họ thấp hơn trời. Đang vui vẻ vậy đó, một cái gì nhỏ thôi mình có thể nổi giận được. Đó, tự nhiên mình biến
cái giây phút vui vẻ của mình giờ trở thành ra cái không vui vẻ. Thường gần Đức Phật và đệ tử Phật. Bây giờ mình không gần Phật được, gần đệ tử Phật. Nhưng mà quý vị biết không, phải là đệ tử Phật nha. Mà giờ đệ tử Phật cũng có nhiều dạng lắm. Ở trong kinh nói có ba dạng đệ tử Phật, gọi là tam phẩm đệ tử. Quý vị nghe bài này chưa? Chưa phải không? Về kiếm bài đó nghe. Pháp Hòa giảng rồi, ba phẩm đệ tử gọi là tam phẩm đệ tử. Thời đại không có Phật Pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo đâu thích cầu chánh tín. Có nhiều khi có nhiều vị người ta ở trong cái hoàn cảnh là người ta không gặp được chánh pháp. Ta lỡ ta rớt vô, nhưng mà cuối cùng người ta tìm, trong đầu người ta luôn luôn tìm cầu. Thì cái chuyện này cũng 20 năm rồi, giờ không còn mới kể. Thì có một cái cô đó, cổ mới tâm sự, thì cổ nương mình cổ tu học 20 năm trước. Thì có một hôm cô về Việt Nam á, khi mà cô thất bại chuyện gia đình, cô buồn quá cô về Việt Nam. Thì bạn dụ, bạn nói bà đó, bởi vì gia đình bà đổ vỡ tại bà xấu quá, bà không có chịu chưng diện, bà theo tôi. Bắt đầu dắt bà này vô xăm chân mày, xăm môi, làm tùm lum tà la lên hết. Trời ơi, nhìn nó còn xấu dữ. Cô đã buồn, mình nghe lời bạn trong cái phút chốc vậy là cái mặt mình nó hư, cô đã rầu rồi biết không. Trời ơi, về tới nhà bị bà già chửi te tua. Mày đi về đây, mày không thăm tao, mày học của ai luôn. Trời ơi, chửi ngày, chửi đêm, gặp đâu chửi đó. Cô chán quá, nửa đêm cô lang thang trên một cái đường, tự nhiên thấy có cái chùa. Thôi, hay gì mình đi tu đi ha. Tự nhiên chui vô chùa đó. Có một đêm ông thầy cũng cạo đầu cho đi tu luôn. Đâu có biết cái đó là cái gì. Cuối cùng sáng ra mới biết cái đó chỉ là cái miễu thôi. Ông thầy quá trời vợ. Bây giờ ngoài kêu sư phụ còn dọc sư mẫu nữa. Quý vị thấy không? Quá vô đơn chí. Nhưng mà cái tâm của cổ đâu phải cầu cái đó. Cái tâm của cổ là hướng về chánh pháp. Cổ là một Phật tử, nhưng mà Phật tử Phật chứ còn nhiều, giống như tam phẩm đệ tử mà. Hạ phẩm, thượng phẩm, trung phẩm. Mà Phật tử của mình, mà Phật tử của mình đó nghe, mà bình thường đi chùa lại Phật tụng kinh ngon lành vậy đó. Mà hễ thử thời mà có tai nạn, cái ta kêu cầu ông gì cũng cầu hết á. Đeo ông gì cũng đeo hết đó. Phật tử vậy chứ nhà nào cũng có tỳ hưu. Ví dụ vậy, tức là sao? Vì mình muốn cầu tiền, cầu tài, cầu tật bệnh, tiêu trừ gì, ai nói cái gì mình làm đấy. Thông cảm lắm, không có gì là phá hoài, nhẹ nhàng lắm, có bao thông cảm. Thì ở đây cũng là Phật tử nhưng mà hạ phẩm, tức là đi chùa vậy thôi, nghe pháp vậy thôi. Rồi khi nào mà buồn thì đi chùa là nhiều một chút, tụng kinh khá một chút vậy đó. Nhưng mà khi gặp những cái cảnh như vậy rồi, nhưng mà cuối cùng á, cái tâm trí của Phật tử nó vẫn còn đó. Khi mà cổ biết được cổ đi xuất gia nhầm chỗ rồi, thì cổ mới xin cái vị đó cho cổ rời chỗ đó. Cổ mới ra lại ngoài này, cổ đi tìm các thầy, cổ nương tựa, cổ tu học. Thở đây cũng như trường hợp này nè. Thời đại không có Phật Pháp, tu theo ngoại đạo, xuất gia theo ngoại đạo, nhưng mà cái tâm chánh tín vẫn có. Cho nên Pháp Hòa hay nguyện đó, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tín phát tâm lành. Mình rơi vào đâu không biết, vì cái nghiệp của mình hay là cái nguyện của mình sao? Nhưng mà nguyện của mình chưa thâm, chưa sâu dày thì nhiều khi mình lọt cái chỗ đó, nhưng bị hoàn cảnh mình dễ có thể quên đi cái nguyện của mình. Như cái vị mà Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe là Ngài Khuy Cơ đó.
nguyện trở lại đời này để độ sanh, nhưng mà phước quá đi cho nên rơi vào một cái gia đình tể tướng giàu có lắm. Nhưng mà hãy sống giàu có từ nhỏ tới lớn thì cái gì sanh? Tật bệnh nó sanh. Tật gì? Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc, đồ đủ thứ hết, cho quên tu mất tiêu. Ở trong kinh kể là có một cái bà đó giàu lắm mà bà không có chịu bố thí, mà bà tiếc của dữ lắm. Mà ngày một kiền liên á, tới lấy cái ngón chân hất cái nhà bà lật ngược lên, quay vòng 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 vậy là bà sợ cái nhà bà sập. Bà nói tôn giả ngừng tay, tôi xin quy y, tôi xin tu. Rồi tôn giả ngừng tay, cái nhà bà lật ngược trở lại. Cái bà đối với nó, dạ từ từ. Vậy đó mà ngày một ngày La Hầu La độ được bà. Ở đây á, cái câu này nè: thời đại không có Phật Pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo nhưng thích cầu chánh tín, thường tu từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm và đạo lý ngũ thông. Đạo lý ngũ thông là ngủ gì biết không? Ngủ ly bì, ngủ ngủ không ai cản trở kêu là ngũ thông. Mai mốt về nhớ nha. À, ngủ một lèo mà không điện thoại reo, không ai kêu vậy là kêu ngủ thông đó. Thưa đại chúng, mình thường là có lục thông. Ai nhớ lục thông không? Thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì cái vị này nè, chỉ thiếu có cái thông cuối thôi, đó là lậu tận thông. Còn năm cái thông kia có đủ: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Tại sao mình chỉ có ngũ thông mà không có lục thông? Tại vì nếu mình đủ lục thông là mình thành Phật. Và cái mà cái tu, cái thông mà mình khó nhất là gì không? Dứt hết tất cả phiền não. Khó quá. Mình có thể thiên nhãn á, thôi kệ nó đi, cuối cùng giờ tôi nhìn nó bình thường, tôi không thấy quýt gì nó nữa hết. Chứ hồi xưa là dễ giàu, tôi gặp nó tôi thấy đó. Thì cái thần thông này bị mất, thiên nhãn thông cũng có. Và người có thiên nhãn là nhìn thấy biết mọi hoàn cảnh. Có một hôm á, có một Phật tử nói: trời ơi thầy, làm sao mà cái người như vậy mà thầy vẫn có thể nhẹ nhàng nói chứ giờ làm sao? Pháp Hòa nói cái cách Pháp Hòa hay quán là gì nè: thôi thí dụ bây giờ mình cái việc này nó mình có thể tiêu hóa được, tiêu dung được, sao mình không tiêu dung? Rồi mai mốt lỡ mình chết hay vị đó chết, có phải mình hối hận không? Mình chết thì mình mang cái cục tức. Còn người đó chết thì mình hối hận là mình sao? Trời ơi, phải tôi già chị chết sớm vậy, tôi nói chuyện với chị, tôi tốt với chị vậy đó. Nên Pháp Hòa hãy quán vô thường rồi thôi. Ai mà hàng sáu hàng bảy lên rồi, thôi kệ đi, nói gì nói. Nhiều khi mình suy nghĩ cách khác nữa nè: thôi kệ đó, người đó có sấm mà ít nhất cũng có mưa. Quý vị nhớ bốn hạng người Phật nói không? Có nhiều khi á có sấm mà không có mưa, có nhiều khi có mưa không có sấm, có nhiều khi có sấm có mưa, có nhiều khi không sấm không mưa. Thôi cái anh này ảnh nói mà ảnh làm. Nghĩa là ảnh sấm nhưng mà ảnh mưa. Còn đỡ hơn những người không sấm không mưa. Hoặc là có những người sấm rất là nhiều mà không có biến mưa đâu hết. Quán vậy đó. Chơi quán vậy cho nên mình vui vui được hết. Vì mình thấy mỗi người mình lấy một chút, mỗi người mình lấy một chút. Trong cái bài kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó, có nhiều người lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương. Thôi thương hành động, xảy qua người này. Người này hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương, thương lời nói. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm còn chút dễ thương. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút nào để thương hết. Thôi ráng thương nó đi, mình không thương ai thương nó. Ngũ thông hồi xưa mình không có thể tới gần nó được, bây giờ mình có thể tới gần nó. Cái thông đó là gì biết không?
thần túc thông. Thần túc là qua lại, không còn ngăn ngại. Có nhiều khi giận nhau nha, tặng đồ ăn không lấy à, biết ngon mà không lấy. Giận quá. Nhưng mà hết giận rồi đó, đưa gì cũng lấy hết trơn á. Có nhiều khi á, miễn cưỡng lấy lắm, kệ cứ lấy đi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ ba cô Hà tới nhà ông chơi, ông nói người Việt Nam mình á, hay nói á, nó mời lơi tôi cũng ăn. Tôi thì tôi nghĩ khác, nó mời lơi tôi vẫn ăn, ăn bỏ ghét. Thường tâm bi hỷ xả và đạo lý ngũ thông. Cái lý ngũ thông là đại chúng nhớ là, thí dụ như mình nghĩ là thần túc thông là bai, phải không? Nhưng mà cái lý ở đây là nói về cái gì? Qua lại với nhau không có ngăn ngại. Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ như mình nói không, tôi không thích tới gần người đó. Bây giờ mình quán vậy nè, mình với người đó gặp bao nhiêu, bao nhiêu một ngày, ví dụ vô hãng làm đi, gặp bao nhiêu ngày, một giờ. Rồi hơn nữa, rồi cuối cùng là mạnh ai nấy về nhà. Rồi mình vô đây là bây giờ cái người mình không tới người đó thì việc mình nó sẽ bị khựng lại, nó không xong. Thôi tới người đó để làm việc cho nó xong công việc thì giải quyết được hết. Thì ở đây cái lý là làm sao đi tới với người đó được. Tôi, nó nói tôi không thích nghe. Có một Phật tử cũng biết quán chiếu tư duy. Ê, Phật tử kia mới khen, nói trời ơi, cô thầy có được cô, thầy có phước ghê. Cái Phật tử đó quán chiếu cũng tư duy thâm sâu kia. Đây, cô biết phước là hay là quà của thầy. Cái vị đó kể là còn nghe, còn khen cô đó. Cô đó có được thầy, thầy có được cô đó giúp, thiệt là phước của thầy. Cô mới nói, cô cũng không biết cô là phước của thầy hay quà của thầy. Phật Hòa nói, không sao. Cô đang, cổ nói như vậy là cổ có quán chiếu rồi. Thỉnh thoảng cổ có thấy được cái sai của cổ, cổ mới nói vậy chứ. Chứ nếu cổ khư khư, cổ nghĩ cổ là số một, cổ nói trời ơi, còn phải nói, ông với tôi 10 kiếp mới được gặp được tôi. Còn mình nói được câu kia là mình có tư duy, thỉnh thoảng mình thấy được cái lỗi mình đó. Mình mới nói được một câu nói là không biết là phước hay quả. Thành thử ra mình phải tập. Cuộc sống của chúng ta là mình muốn an lạc, không có giải thoát, phải vận dụng cái trí tuệ quán chiếu từng câu nói. Không phải quán chiếu để giận nha, quán chiếu để mình ôm ấp, mình thấy được cái hay của họ. Lẽ ra họ tự cao tự đắc, phải không? Mà giờ nói được câu đó là họ có tu rồi đó. Họ có tư duy, đôi lúc họ cũng thấy họ chứng đó. Đôi khi họ thấy họ dở đó, họ làm phiền đó, nhưng mà thầy không nói gì hết. Giống như con chú, không biết quý vị có nhớ Trung Hiếu, Trung Nghĩa không? Quý vị nhớ Trung Nghĩa không? Đi rồi bắt đầu mới con ngựa gọi về. Khi mà tụi con sống với thầy, tụi con không có thấy gì đặc biệt. Bây giờ con ra ngoài rồi con mới thấy, lúc con sống với thầy là tụi con không, thầy cho tụi con tất cả. Bây giờ hồi đó tụi con cần đối với, chạy lên phòng thầy có. Cần cái quần nhỏ cũng có, bất cứ cái gì cần là thầy đều cho. Bây giờ muốn cái gì phải đi kiếm tiền mua lại. Có tư duy rồi đó. Nhưng mà quý vị thấy, nếu cái đứa mà nó không có suy nghĩ, có nhiều lúc đó, nó lì vậy đó nha. Mà nó thấy mình nằm không có cái gối, nó lại nó lấy cái gối nó đưa. Nó thấy mình nằm có co, nó sợ mình lạnh, nó lấy cái mền nó đắp. Trong cái tư thế mình nằm, mình thiêu thiêu, mình ngủ, mình cảm nhận được, mình nhìn có đứa nào thì mình biết rằng trong tâm cái đứa đó nó còn một chút dễ thương. Mặc dù bình thường nó trời ơi vậy đó, nhưng mà có đôi lúc nó hết trời ơi rồi thì nó hết trời, nó còn ơi. Mình kêu là nó ơi. Ngũ thông, đạo lý ngũ thông, được ngũ thông rồi quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Quán bất tịnh vô thường, quán bất tịnh vô thường, có thể nói pháp hữu vi. Quý vị nhớ pháp hữu vi là pháp gì không? Bây giờ nè, pháp hữu vi đối lại với pháp gì? Vô vi.
Vô vi là gì? Pháp gì mà có sự kết hợp của mình là hữu vi hết. Pháp và ví dụ, cái bàn này là một pháp hữu vi. Tại sao? Tại vì mình có tác động vô đây nè. Mình có đóng, nhưng mình lấy cái cây mình đóng vô đây. Nhưng mà hễ cái gì mà có mình dính vào để mình tạo nó thành thì nó là tạm bợ. Chữ vi là mình làm, mình có cái việc mình làm trong đó. Hư không là hữu vi hay vô vi? Vô vi. Đây làm gì đó. Không khí. Còn tất cả mọi cái gì mà chúng ta có cái tác động của mình vô đó, cái ý kiến của mình vô đó là hữu vi hết. Con người mình là hữu vi, cái nhà là hữu vi. Vậy thì bây giờ á, cái gì mà nó có tướng, nói tạm tạm vậy nha, cái gì mà nó có hình có tướng là pháp hữu vi hết. Tại vì cái hình tướng là do mình tạo ra. Bây giờ quý vị, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, cái tòa nhà ở World Trade của New York kiên cố như vậy, hay thậm chí là nữ thần tự do ta xây kiên cố như vậy, nhưng mà thưa đại chúng, nó là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi thôi. Mình nói kiên cố là với cái sức của mình không lung lay được nó, với những cái vật khác không lung lay. Nhưng mà thí dụ bây giờ một cơn gọi là sóng thần hay là những cái thiên tai gì như là động đất đi, nó nứt đất ra đi, sập hết. Cho nên cỡ nào cỡ, như hễ có hình có tướng đều là hữu vi hết. Mà cái gì mà nó tạm bợ như vậy đó thì với cái nhìn của đạo Phật là bất tịnh. Đại chúng nhớ, bất tịnh có hai loại nha. Một nghĩa là dơ, ví dụ như thân mình là bất tịnh, dơ mà mình không tắm một ngày thôi là bắt đầu hơi hơi bất tịnh, hai ngày thôi là hơi 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 bất tịnh, chừng tuần lễ không tắm là khủng bố bất tịnh. Thì cái thân này dơ, cái gì mà dơ cũng là bất tịnh. Nhưng có một cái nghĩa sâu nữa là cái gì mà không thường còn phải tan biến cũng là bất tịnh. Cái bất tịnh có hai cách nhìn đó. Ví dụ Pháp Hòa nói hư không tịnh hay bất tịnh? Bất tịnh. Mình hít thở mình nói, nhưng mà so ra cái không khí trong một căn nhà và không khí ngoài sân, không khí ngoài sân nó khá hơn. Nhưng mà thủy chung không khí ngoài nó vẫn bất tịnh, vì nó vẫn có những chất ô nhiễm khác. Cho nên mình học Phật á, mấy cái chữ đó mình phải nắm cho rõ. Khi nói bất tịnh, thí dụ như người ta nói cái hoa giả là bất tịnh, ông nói gì vậy, cái hoa giả nó có mùi lai gì đâu bất tịnh. Vậy thì bất tịnh ở chỗ này muốn nói là gì? Là vô thường, là tạm bợ. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị nấu một cái chén cháo thiệt thơm thiệt ngon, rồi mình để quên ở ngoài bàn trong một cái ngày nóng, chiều lại thì chén cháo đó thơm hay là không thơm? Bắt đầu có mùi, phải không? Bất tịnh. Như vậy mà chúng sanh mình á, là đợi khi nào nó bốc mùi á, thì mới kêu là bất tịnh. Chứ còn cái nhìn của Bồ Tát, của người có thiên nhãn, của nhìn có huệ nhãn, tuệ nhãn, thì chén cháo thơm này nó vẫn ẩn cái bất tịnh trong đó. Bây giờ cháo thơm phải không? Đưa vô miệng nhai xong nhả ra là bất tịnh liền. Còn cái chuyện mà mình ăn vô trong bụng rồi mình nôn ra nữa là càng bất tịnh dữ nữa. Mà nếu mà nó tiêu hóa tốt nữa là ra chiều mai chiều nó còn bất tịnh dữ nữa. Thành thử ra mình phải thấy. Chờ trong này nói á, người có trí tuệ, đây là cái công đức của người có trí tuệ, là quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Một cái pháp nào mình tạo lên á, nhiều khi mình không thấy chứ trong đó có lỗi, thậm chí còn có tội nữa. Pháp Hòa ví dụ, mình nói tôi muốn làm một cái tượng Phật bằng nguyên một cái khối cây,
nghe cái đầu chữ đầu làm tượng Phật là quá thanh tịnh, quá tốt rồi phải không? Nhưng mà trong đó có tội không? Có chứ. Cây người ta đang một cây cổ thụ mình chặt xuống mình làm tượng mà, mặc dù là mình làm tượng Phật. Nhưng ở đây mình nói với cái trí mà nhìn đó, có thể nói được tất cả pháp hữu vi rất nhiều lỗi. Trên đường mình lái xe ra Tây Thiên làm công quả có lỗi không? Lỗi thôi chứ tội không có. Tại đâu có cố ý giết con nào đâu. Nhưng mà cái con thiêu thân đó, nó lao vào cái đèn. Thứ nhất, đó là nghiệp của nó. Quý vị nhớ trong cái văn Thủy Sám không? Như con thiêu thân lao vào lửa dữ, thấy chỗ nào ánh sáng là lao vào, mà không ngờ nó lao vào cái đống lửa. Thì trong kinh nói chúng sanh mình cũng không có khác đâu. Thấy cái lợi đó là lao vào, nhưng mình đâu có biết. Mình đâu có biết là mình là kiếp sống của một con thiêu thân. Có cái anh chàng đó đó, khi mà anh tỉnh ngộ rồi anh đem bạc ngàn tới anh cho một cái người nghèo không dám lấy. Thì cái người nghèo anh mới nói câu này nè: anh lấy đi, cái tiền mà tôi tặng anh một ngày đi học ở đây á, một năm mà anh đi học đóng tiền này nè, đóng tiền này một năm đây nè, chỉ bằng một đêm mà tôi đã từng lao mình đổ tiền vô lao vào những cái cơn, những cái bữa nhậu nhẹt chè chén. Một đêm của tôi xài bao nhiêu tiền? Một năm này của anh à, một năm tiền học của anh á, bằng cái số tiền này, chỉ bằng một đêm tôi lao vào trong những cái bữa chè chén. Cho cái người trí mình nói được cái pháp rất nhiều tội lỗi của các cái pháp hữu vi. Nhưng mà mình so ra trong cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối hết á, tương đối thôi, tương đối thôi. Ví dụ như giờ Pháp Hòa nói, ví dụ giờ mình ngồi mình kiểm là ông chồng mình có tuyệt đối tốt không? Nếu mà ông tuyệt đối, mà mình tìm cái ông chồng tuyệt đối mà tốt không, ông này mình ly dị 8 đời rồi, thôi ổng cũng tương đối, ổng xấu điểm này cũng có cái điểm kia. Nói chung là mình phải chấp nhận mọi cái khía cạnh, rồi mình thấy cái nào mình chấp nhận được, mình quán chuyển được, cho nên mới có sống đời ở kiếp với nhau chứ. Nếu mà mình đi tìm một con người mà hoàn hảo tuyệt đối là không bao giờ mình có được một người nào. Thậm chí mình nhớ là Pháp Hòa hay nói cái chuyện đi tìm minh sư nha. Đi tìm minh sư nói phải thầy nào thiệt tuyệt vời đó, không phải đâu. Thôi thì minh sư từng khía cạnh, thí dụ như thầy này có được cái đạo hạnh này là tôi thấy là minh sư ở mức độ đó, tôi nương cái gì đó. Rồi tôi nương vị này, cho nên cuộc đời mình nếu mà mình chịu khó đó, mình cũng tìm ra được nhiều minh sư lắm chứ không phải không đâu. Tại vì mỗi một vị thầy có một cái khả năng, thì chính cái khả năng vượt bậc đó chính là minh sư của mình. Chứ còn mình đi tìm một ông thầy mà hoàn hảo từ A tới Z không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Ông thầy nào mà ông chuyên về toán á, thì ông phải chuyên về cái đó thôi chứ. Ông biết anh văn nhưng mà ông không có phải chuyên. Ông biết sử địa nhưng mà không có chuyên. Hỏi ông sử địa ông phải dở sổ là ông coi lại. Còn mình đi gặp ngay ông thầy sử địa mà ông giỏi cái môn đó rồi, nói đâu là ông nói đó. Vì được lời nói chân chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh về thân tâm. Tức là mình được cái lời dạy chân chánh rồi, cho nên khiến cho chúng sanh, mình hướng dẫn cho chúng sanh. Thinh luận là gì? Học thinh luận nghĩa là học do nghe đó. Quý vị hàng tuần quý vị chùa quý vị nghe đó, chứng quả thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nhờ nghe âm thanh mà hiểu mở bài ra. Hồi nãy Pháp Hòa nhận được một cái mail của hai mẹ con đạo Chúa. Mặc dù gia đình con là đạo Chúa, nhưng mà mấy năm nay nhờ nghe Pháp và những lời Pháp rất là thiết thực, và con của con cải hóa rất là nhiều. Con muốn viết cái thơ này để cảm ơn Thầy, cảm ơn giáo Pháp.
Bữa nay con của con nó biết nhìn kỹ, nó biết tư duy, nó biết cải đổi những cái tâm tánh, biết nhìn sâu sự việc hơn, biết thông cảm người khác hơn. Không nghe lấy gì hiểu. Mình chưa chứng A-la-hớn, dứt phiền não, nhưng mà ít nhất chứng được cái quả do nghe pháp mà hiểu đạo tu.